Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng nghe tiếp series Hành Thi Xuất Thế Lê Thiên Bạc của tác giả Cao Minh Sang đến phần thứ 18, Loạn Họ Nùng. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Châu Quảng Nguyên cách rất xa kinh thành Thăng Long. Tuy rằng hàng năm vẫn đều đặn cống nạp cho nhà nước, nhưng lê dân bá tánh ở châu này không ai không biết kẻ làm bá chủ chính là dòng dõi họ Nùng. Nùng Nông Hải làm tri châu Quảng Do, em là Nùng Nông Sơn làm tri châu Vạn Nhai, em vợ là Nùng Lưu Bình là tri châu Vũ Lịch. Tri châu Quảng Do Nùng Nông Hải nổi lên giả tâm bất chánh. Hắn khởi binh đánh giết chính em mình là Nùng Nông Sơn. Sau đó từ Vạn Nhai lại đánh thẳng về phía Vũ Lịch, giết luôn em vợ là Nùng Lưu Bình. Nùng Nông Hải hướng về phía thiên hạ, xưng mình là Ngạo Sinh Đế, lập vợ làm Thuần Thánh Hoàng Hậu, lấy châu Quảng Nguyên làm vốn. Hải tự coi trời bằng vung, hắn không ngừng dùng vũ lực để mở rộng lãnh thổ, đánh loạn khắp nơi. Điều này làm cho hoàng đế cực kỳ tức giận, trong năm tự mình thân chinh đánh giết Nùng Nông Hải. Mùa đông, hoàng đế mang theo 10 chiến thuyền chở đầy vô chiến cùng với hàng vạn bộ binh hành quân bắc tiến, thẳng đến châu Quảng Nguyên mới dừng lại. Vua ngự giá thân chinh khiến cho sĩ khí tăng lên hừng hực. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, thanh gươm của hoàng đế đã chỉ thẳng vào bức tường thành, ép Nùng Nông Hải vào thế chân tượng, không còn gì để mất. Hoàng đế ngồi trên long tọa, vung kiếm tra hiệu công thành. Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ một ngựa đi đầu, công phá thành Quảng Nguyên, sau đó lại dẫn quân công thành, giết chết Nùng Nông Hải cùng với Nùng Trí Thông. Năm đó đại chiến diễn ra, họ Nùng bại trận, toàn bộ gia tộc đều bị xử tử, ngoại trừ Thuần Thánh Hoàng Hậu cùng với con trai là Nùng Phi Trung chạy thoát. Hai mươi năm sau, đang thời thịnh thế, dân chúng muôn nơi được hưởng cảnh thái bình, không có loạn lạc nên vụ mùa bội thu, cái ăn cái mặc không còn là điều đáng quan ngại nữa. Cổng thành kinh đô uy nghi sừng sững dựng ở đó, những thương nhân người ngựa ra vào tấp nập, chở theo hàng hóa đi đến không ngớt. Ở bên ngoài cổng thành hay là trên tường thành đều có binh lính cầm giáo mát đi tuần, tuyệt đối không để bất cứ một khe hở nào để kẻ xấu lợi dụng. Bên ngoài kinh thành nhìn bình yên là thế, phồn hoa là thế, nhưng trong triều cương lúc này, cơn thịnh nộ của hoàng đế chuẩn bị giáng xuống. Đại thần trong triều đều nơm nớp lo sợ, quỳ ở một bên. Thủ lĩnh cấm vệ quân khấu đầu nằm dưới đất, lớn giọng hô: "Là mạc tướng vô năng, thánh hoàng thượng ban tử." Vua ngồi trên ngai vàng, hừ lạnh một tiếng. Mới đêm hôm qua, thích khách vậy mà lại lẻn vào trong cung cấm, đến cả điện Long An. Nếu như không phải nhờ Minh Thành xuất hiện kịp thời, thì bây giờ e rằng hoàng đế cùng với thái tử đã là hai cổ thi thể nằm trên đất. Thiên tử thịnh nộ thì máu tươi ngàn dặm. "Các ngươi còn chưa nhớ bài học của tiền nhân hay sao? Đại thắng Minh hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh, cả đời chưa đánh thua một trận nào, vậy mà lại bị ám sát chết trong cung của mình. Các ngươi muốn trẫm cũng chết như vậy hay sao?" Đại thần cùng thủ lĩnh cấm vệ đều vội vã khấu đầu, không dám ngẩng mặt lên mà nhìn. Đương lúc phụ hoàng mình phẫn nộ, thái tử chầu ở một bên, nhận được lá thư vừa mới gửi đến, nhìn sang phụ hoàng một cái, sau đó mới dở thư ra đọc. Nội dung trong thư làm cho thái tử vừa hoảng sợ nhưng cũng vừa nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ghé vào tai phụ hoàng thì thầm mấy lời: "Đây là toàn bộ nội dung trong thư mà Ngô Tuấn gửi về cho nhi tử." Vua hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn còn vẻ tức giận,
nhưng vẫn phất tay ra hiệu cho đám đại thần cùng với cấm vệ lui xuống. Bởi vì nội dung trong thư lần này còn cơ mật hơn rất nhiều. Những điều Ngô Tuấn nói đều là sự thật sao? Thái tử không dám sơ suất, đem lá thư trình lên phụ hoàng mình. Vua đọc qua, sau đó khe khẽ thở dài. Chí của anh hùng nằm tại bốn phương. Quản chi năm đó giúp Ngô Vương đánh bại Nam Hán, quản chi dùng mạng mình đánh dở Thiên Thạch, cuối cùng cũng bị hại trong âm mưu của tiểu nhân. Ngô Tuấn đem lời của đế thi trần thuật lại cho hoàng thất triều đình hiện tại, nói rõ mục tiêu lần này của đế thi không nhắm đến giang sơn này, mà nhắm đến một thứ tà ma không rõ đang chuẩn bị xâm lấn. Thần vua của một quốc gia, trong tay nắm giữ rất nhiều bí mật kinh thiên động địa. Ví dụ như năm đó, núi Cai Kinh xảy ra thiên thạch rơi, biến nơi đó thành một vùng âm u tử khí, hoặc như huyền thuật cát kích động đánh giết hành thi thành. Cho một ít cổ quan theo mạch nước trôi ra sông, hoàng đế đều biết. Chẳng qua đó không phải là việc người quá để ý. Nhưng hiện tại thì khác, đế thi đã trở lại, nói rõ huyền thuật cát cũng sắp bắt đầu hành động. Vua trầm ngâm một chút rồi nói: Minh Thành đã trở về chưa? Thái tử lắc đầu, lúc này ánh mắt hiện lên mấy phần lo âu. Đoạn người nói: Minh Thành truy đuổi tích khách từ đêm qua đến giờ, chưa thấy tin tức. Vua thở dài nhẹ nhẹ. Minh Thành là cháu đích tôn của đạo sĩ Thường Nghiêm, là người năm xưa đi theo hộ đạo cho Hoàng Thái Tổ lên ngôi, mở ra triều đại này. Tính cách thằng nhỏ này giống y hệt như ông nội của hắn vậy. Dẫu sao cũng là hậu nhân cuối cùng của Thừa Nghiêm. Nếu như có chuyện không may, sau này có xuống suối vàng gặp lại ông nội con, nhất định ta sẽ bị đánh thành đầu heo đó. Khi không có quần thần cùng với người ngoài ở bên cạnh, vua cùng với thái tử cách nói chuyện rất là gần gũi, giống như hai cha con bình thường, chẳng cần phải câu nệ tiểu tiết. Thôi, truyền lệnh của ta, gọi nó trở về đi. Thái tử không dám dài dòng, ra ngoài phân phó cho người hầu bên cạnh đi truyền tin cho Minh Thành, để hắn mau chóng trở về. Lúc quay vào, vua lại lên tiếng: Nè con trai. Phụ hoàng có gì căn dặn? Ánh mắt của người ngồi trong long ngai nhìn ra xa xa, sau đó khẽ nhíu mày. Còn đoán thử xem, kẻ đứng đằng sau sự việc lần này rốt cuộc là người nào? Có thể sử dụng quyền thuật để hành thích. Nếu không phải quyền thuật cắt, thì còn là người nào chứ? Vua nghe con trai đáp như vậy, chỉ cười cười mà không đáp. Chỉ sợ rằng phía sau vụ hành thích này chính là một kế hoạch liên hoàn đã được trải ra sẵn rồi. Nói đến đây, giọng của ông bỗng nhiên trở nên đanh thép. Nhưng mà dù là như vậy, thì non sông Đại Cồ Việt ở trong tay ta tuyệt đối sẽ sừng sững không ngã, bách tuế muôn đời. Đồng Phi Trung thất thần ngồi ở bên ô cửa sổ, trong tay cầm một chung rượu, không ngừng nốc hết từ ngụm này sang ngụm khác. Xung quanh hắn ba thước cũng chỉ có mùi rượu nồng nặc tỏa ra mà thôi. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho những chiếc lá khô tụ lại rồi rơi xuống xào xạc ở quanh quẩn. Nhưng mà Phi Trung không hề quan tâm đến, đôi mắt lờ đờ hớp từ ngụm rượu này sang ngụm rượu khác. Mới chỉ thất bại có một lần đã nản chí thoái ẩn rồi. Ngươi hài lòng với chút ít đất đai mà hoàng thất triều đình ban cho mình sao? Một giọng nói ẩn trong không khí mang theo mấy phần mỉa mai cùng với giễu cợt vang lên. Phi Trung giật mình quay phát lại. Là người nào?
Xung quanh hắn hoàn toàn không có bất kỳ người nào khác. Trong phủ đệ này được phòng vệ xâm nghiêm, tuyệt đối không có nổi một con muỗi lọt qua, chứ đừng nói gì đến là một con người. Trung đập vỡ chung rượu của mình, sau đó rút ở bên hông ra một thanh đoản đao, quét mắt nhìn ra chung quanh, mười phần cảnh giác. Nhưng điều đáng sợ lúc này mới đến. Từ số rượu của Trung rơi ở trên mặt đất kia, nhanh chóng bốc lên hơi nước, rồi tụ lại thành giọt. Từ giọt nước bắt đầu kết thành hình người, hóa thành một người sống đứng sờ sờ trước mặt Phi Trung. Trung tuy say, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thứ tà thuật quái đản này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi là người nào? Tà thuật? Ta không sợ tà thuật đâu. Người này đội một chiếc nón choàng phủ qua đầu có màu đen, gương mặt lờ mờ khó nhớ rõ. Ta là người có thể giúp người nhất thống mảnh cường thổ này, để cho giấc mơ đại lịch của người có thể trở thành sự thật. Trung nghe thấy hai chữ đại lịch này, thân thể thoáng chốc trở nên kích động. Cách đây 6 năm, hắn từng dựng nước lấy tên là Đại Lịch, sau cùng bị triều đình dẫn quân đánh tan tác. Chính hắn còn bị bắt áp giải về kinh thành, nhưng vua lại niệm tình mà tha hắn về, ban cho hắn đất đai tại nơi này để mà an cư lạc nghiệp. Nói diễn nói vòng. Trung hoàn toàn không tin tưởng chút nào, nhưng người rượu kia lại không hề tức giận, ngược lại thái độ khá bình tĩnh cùng thoải mái, chậm rãi mà nói: năm xưa các ngươi chỉ dùng gươm đào giáo mát bình thường, làm sao có thể đọ lại được bộ binh cùng với tượng binh của đại cổ Việt? Nay có ta bên cạnh, ta ban cho các ngươi một thứ vũ khí đáng sợ hơn rất nhiều. Vũ khí gì? Người rượu kia vung tay lên, những chiếc lá vàng ban nãy sinh sôi nảy nở. Dù đã lìa cành, nhưng thoáng chốc trở nên xanh mơn mởn. Những viên đá sỏi trong sân vườn lúc này cũng bay vút lên, tựa như đàn đá. Ta ban cho các người pháp thuật. Hai mắt của Phi Trung giống như bị thôi miên mà sáng loáng. Lúc này đây, sợi dây tham vọng cùng với giả tâm quyền lực trong lòng hắn vốn bị hoàng đế trói lại, nay đã đứt xích. Một con giả thú được người ta cố tình thả ra. Đồng Phi Trung tiếp nhận bên cạnh mình có một nhân vật cực kỳ cường đại hộ đạo. Năm đó nếu như Lý Công Quẩn không đạt được thiền sư cùng với đạo sĩ hộ đạo, thì chưa chắc hắn có thể mở được Dương Triệu đến hiện giờ. Phi Trung đem lời nói này nói ra, gọi thẳng tên húy của Thái Tổ, có thể coi là đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn lại càng không quan tâm. Lúc này hắn ngẩng đầu lên trời mà cười lớn. Sinh tử do trời, mệnh lại do ta. Thành thì làm tướng, bại thì làm ma. Thiên Bạc ngồi trên xe lăn. Hắn tuy rằng không nhìn thấy đường, nhưng mà lại có một trái tim sáng chiếu rõ hết thảy. Trên đời này có rất ít sự việc có thể qua được mắt của đế thi. Thiên Bạc nghe tiếng vó ngựa đang lóc cóc phi nước đại ngày càng xa mình, miệng không khỏi trầm ngâm thở dài một tiếng. Vũ Tú Ngân đẩy xe lăn cho hắn, đi bên cạnh nhìn theo vó ngựa của Ngô Tuấn rời đi, không khỏi nhíu mày tự hỏi: phong phạm của người này đến từ kinh thành là điều chắc chắn, nhưng hắn rốt cuộc có việc gì gấp rút phải trở về như vậy? Trần Chí An chỉ nhiều mắt. Trên cơ bản, hắn với Tú Ngân có cùng một quan điểm, mà Thiên Bạc thì luôn ung dung nở nụ cười, chẳng thèm giải thích. Lúc này trong đầu hắn đang không khỏi nhớ về khoảng thời gian trước, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời khỏi dị thiên giới, bước vào thông đạo đi địa phủ. Một bóng người trong suốt như là hồng phách lướt ngang qua hắn, cũng tiến vào thông đạo đi địa phủ.
Tiên Bạc nhẩm nhẩm ngón tay tính toán một chút, sau đó ngẩng đầu lên trời, nở một nụ cười nhạt. Dựa vào số năm ở nhân gian đến suy đoán, hắn bây giờ đã trở thành một trang hào kiệt. Đối thủ chân chính của ta chưa chắc là vị thiên giới, mà chính là người... Nghe thấy Tiên Bạc lầm bầm mấy lời vô nghĩa, Tú Ngân không khỏi tò mò. Công tử à, ngươi đang nói cái gì? Không có gì, hát mấy câu giận dơ thôi. Tú Ngân biết Tiên Bạc không muốn kể, cho nên nàng cũng lười hỏi. Trần Chí An từ đầu đến cuối luôn trầm mặc, bỗng nhiên nói: Loạn thế sắp bắt đầu, ta ngửi thấy mùi giông bão đang chuẩn bị nổi lên đó. Ngươi nói cũng đúng, nhưng đích thực ta cũng mong muốn được nhìn thấy trận bão giông này là nổi lớn được đến đâu đây. Về phần Ngô Tuấn, hai người yên tâm đi, sớm muộn hắn cũng phải đích thân quay trở lại đây một chuyến. Đối với giọng điệu đầy tự tin của Thiên Bạc, Trần Chí An càng không thể nghi ngờ. Trên đời này, nếu nói người nào có năng lực tính toán thế cục cùng với mưu lược đáng sợ, thì chỉ e rằng chỉ có Thiên Bạc mà thôi. Từ loại thủ đoạn nhỏ cho đến mưu sự kinh thiên động địa, ảnh hưởng đến thế cục nhân gian, thậm chí là thế cục tam giới, chỉ đều bằng một câu nói của người thiếu niên tàn phế bù lòa đang ngồi tại đây. Hoàng thành Thăng Long, cơ mật viện. Thái tử cầm trong tay từng mẫu tình báo liên quan đến hành thi thành năm xưa, song song đó là tài liệu của Huyền Thuật Các. Ánh mắt đăm chiêu nghiền ngẫm, giống như đang suy đoán điều gì. Thái tử, Đồng Phi Trung dạo gần đây có hành động rất lạ. Tâm Phúc bên cạnh thái tử soạn ra một trang thư tình báo, sau đó đưa cho người xem xét. Ánh mắt thái tử lướt qua một chút, rồi dời lại ở một đoạn tin. Đồng Phi Trung tập hợp binh mã, cho đúc binh khí, đã bắt đầu bắt mối liên lạc cùng với đại lý để mua một lượng lớn ngựa chiến. Thái tử gương mặt anh tuấn, cộng thêm rất có thần, lúc này phong thái khi đọc bức mật thư này có mấy phần ngưng trọng. Ngô Tuấn từ bên ngoài bước vào, dáng vẻ có chút phong trần mệt mỏi, vừa bước vừa chậm rãi phân tích nội dung bên trong mật thư. Đại lý ở phía nam Đại Tống, khí hậu ưu đãi nên cỏ xanh tươi tốt, phần lớn lãnh thổ đều là thảo nguyên bao la. Ngựa chiến của đại lý được xem là ngựa chiến tốt nhất trong thiên hạ. Cha của Đồng Phi Trung cách đây gần 20 năm đã từng nổi dậy, đích thân hoàng thượng thân chinh đi đánh. Đồng Phi Trung cùng mẹ là A Nùng chạy thoát, đến 7 năm trước chiếm châu Thẳng Do, tự xưng là đại lịch, cuối cùng bị hoàng thượng đánh bại thêm một lần nữa. Thánh thượng của Đức Hiếu Sinh ban hắn được sống, bây giờ hắn lại nổi lên tà tâm, chuẩn bị gây loạn chiến ở vùng Tây Bắc nữa đi. Thái tử đối với Ngô Tuấn giống như huynh đệ, nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia mà châm một chén trà. Tạ thái tử. Ngô Tuấn nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, gương mặt anh Tuấn lúc này bừng lên sức sống. Tin tức này mau chuyển đến hoàng thượng, để cho người quyết định có nên xuất binh hay là không. Thái tử trầm ngâm, sau đó ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Đây là ý chí của bậc đế vương tương lai. Xuất binh, chúng ta tiên hạ thủ di cường, đánh cho địch trở tay không kịp, đánh cho chúng biết muốn làm loạn trên đất Đại Cồ Diệt không phải là việc khôn ngoan. Ta hầu thái tử đi gặp hoàng thượng. Ngô Tuấn cùng với thái tử cùng đi yết kiến vua, đem lại việc này tâu lại một lần. Mà thánh thượng cũng có ý bồi dưỡng cho thái tử kế vị mình, cho nên rất khuyến khích người giải quyết chính sự, cũng như chỉ điểm những nơi thiếu sót trong cách nhìn đại cục của con trai. Thái tử tấu còn chưa dứt lời,
thì Tâm Phúc tại cơ mật viện hốt hoảng chạy đến. Lúc này trong lòng ngực vẫn còn ôm lấy một con chim ưng truyền tin. Có việc gì? Không thấy ta cùng với hoàng thượng đang bàn việc hay sao? Tâm Phúc kia vội vàng bái lỗi, nhưng mà giọng điệu khẩn cấp dâng lên con chim ưng cho Ngô Tuấn đứng ở một bên. Tuấn mở từ dưới chân chim ra một ống chứa mật thư, sau đó dựa vào một số ký hiệu riêng biệt của cơ mật viện để giải thư. Lúc này vua ngồi trên long ỷ, mà thái tử ở kế bên cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Cả hai dường như đều ý thức được có việc lớn, can dự hệ trọng đến đại cục. Ngô Tuấn giải từng câu chữ trong mật thư, sắc mặt dần trở nên khó coi đến cực điểm. Thanh thượng, thái tử à, căn cứ cơ mật viện tại các động Lôi Quả, Bình An, Bà Tư và Châu Tư Lan đều bị tiêu diệt trong vòng một đêm. Mật sao của lá mật thư được Ngô Tuấn lật lại. Đó là một vết chữ viết bằng máu người, nét ngoạch ngoạc giống như được thám tử bên kia cắn nát đầu ngón tay trong lúc gấp gáp mà viết lên. Có quỷ. Ngô Tuấn vung tay, vừa muốn dâng lá mật thư này lên cho vua nhìn kỹ, thì bỗng nhiên bên trong vết máu kia phóng ra một gương mặt quỷ. Gương mặt này nhìn giống quỷ, nhưng nữa lại giống với ác thú dữ tợn. Bốn mắt ba miệng, lỗ tai dài như cánh dơi, muốn cắn về phía vua. Hầu gia! Thái tử chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó lấy thân mình che cho phụ hoàng. Còn Ngô Tuấn lúc này mới kịp phản ứng, dùng thân che cho thái tử. Mặt quỷ tưởng chừng như đã cắn xuống được một trong ba người, nhưng mà qua một khoảng thời gian, lúc này chuyện gì cũng chưa xảy ra. Chỉ thấy đứng phía trước mặt ba người bọn họ là thiếu niên cầm kiếm đồng kia. Kiếm đồng đính thẳng vào giữa trán của mặt quỷ kia, sau đó ghim thẳng nó lên giữa không trung. Một lá phù lục trong tay áo của thiếu niên bắn ra, đem nhốt mặt quỷ lại trong đó. Thời điểm thu lại lá phù, cả bốn người đều nghe được trong gió có tiếng cười the thé vang lên. Chuyện còn chưa xong đâu. Vua vẫn ngồi điềm nhiên trên long ỷ, mà thái tử cùng với Ngô Tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống đất. Riêng Ngô Tuấn lúc này quỳ phục xuống, đầu chạm đất. Là thần bất cẩn, xin hoàng thượng giáng tội. Đây không phải lỗi của Khanh, đứng lên đi. Lúc này cấm vệ mới xông vào. Vua nhìn mà lắc đầu, phất tay cho chúng lui xuống, rồi lại đến vỗ vai người thiếu niên. Minh Thành à, ngươi từ bao giờ đã trở về rồi? Người thiếu niên Minh Thành này chỉ trạc tuổi thái tử cùng Ngô Tuấn, ba người thân như huynh đệ với nhau. Thần vừa mới trở về, sau đó tức thời xuất hiện tại đây. Ban nãy cho dù không có thần thì long quy của hoàng thượng tản ra, quỷ quái cũng không chạm được đến đâu. Hoàng đế chỉ cười cười không đáp, nhìn lá phù màu tím của Minh Thành sử dụng, rồi gật đầu. Khá lắm, trẻ như vậy mà đã trở thành thiên sư. Thành tựu hôm nay đã có thể đuổi kịp phụ thân người nằm đó. Lý Minh Thành họ Lý, thực chất không phải là dòng dõi của hoàng thất triều đình, mà bởi vì năm xưa ông nội là Lý Thường Nghiêm có công hậu đạo, phò trợ thái tổ lên ngôi, được xem là khai quốc công thần, nên mới ban cho họ của vua. Con cháu đời sau đều theo họ Lý, nghĩa là như vậy. Quỷ quái vừa rồi chỉ là trò dụng vật, nhưng nếu như gặp phải chân thân của nó, thần chắc chắn không phải đối thủ. Vua có chút giật mình một thoáng, nhưng rất nhanh đã trấn định trở lại. Bậc đế vương uy nghiêm khó mà rung chuyển, người khẽ nở nụ cười. Đồng Phi Trung, Châu Tư Lan, lại còn liên quan đến đại lý. Ta tin sẽ có người rất thích sự việc lần này đó. Ngô Tuấn liền nhíu mày, lờ mờ đoán được vua đang nói đến người nào. Chẳng lẽ hoàng thượng đang chỉ đến vị kia
Không sai, là người đó đó. Vua gật đầu, trầm ngâm nhìn về chân trời xa xôi. Thần chỉ sợ điều này là không được. Lần trước tiếp xúc, người này cho thần một loại uy áp không có cách nào thừa nhận. Huống hồ gì người đó đã nói không nhúng tay vào chuyện bình đạo thế tục. Vua lắc đầu, đem một chút việc ra nói, coi như giảng dạy cho thế hệ mai sau của nước nhà. Đại lý năm xưa từng lén hợp tác với quyền thuộc các đánh tay Bình Quan. Bức nữ chiến tướng của đế thi là Lý Thường Vi chiến tử tại Ải Trận. Còn nữa, năm đó phụ hoàng ta là thái tổ khai quốc, thu thập qua rất nhiều đồ vật có lai lịch lớn. Ví như hai bộ cổ quan nằm dưới mật thất của Cơ Mật Viện chẳng hạn. Thái tử lúc này như người trong mộng được chỉ đường sáng. Người nói: ý của phụ hoàng là muốn làm một cuộc giao dịch với đế thi kia. Hắn giúp chúng ta trừ quỷ, chúng ta sẽ cho hắn những bộ cổ quan liên quan đến tung tích hành thi thành năm xưa. Không sai. Hai bộ cổ quan kia, cho dù năm đó là Thừa Nghiêm đạo sĩ hay là thiền sư Vạn Hạnh, cũng không cách nào giải mở được phong ấn. Nếu không đưa cho đế thi thì chúng ta giữ lại cũng vô ích. Kết một thiện duyên, vì cái gì mà không làm chứ. Mọi việc quyết định rất nhanh chóng. Hoàng đế xuống chiếu ngay trong đêm, lệnh cho thái tử làm đại soái, dẫn 10.000 tinh binh, Ngô Tuấn làm phó tướng, Lý Minh Thành làm thiên sư hộ đạo, hộ tống quân đội đi diệt Nùng Phi Trung. Bởi vì ngược đường, cho nên khi chiếu chỉ vừa xuống cũng là lúc Ngô Tuấn cùng với Minh Thành trong đêm đồng thời rời kinh. Hai người hai ngựa phóng như bay về phía sơn mạch của Vũ Gia, muốn thỉnh đón Thiên Bạc đi cùng đại quân. Thiên Bạc ngồi giữa sân, tận hưởng bầu không khí dịu nhẹ cùng với một chút sương đêm bám lên mái tóc dài được búi gọn của mình. Lúc này bỗng nhiên một cổ thi khí trong không gian lao đến, tốc độ rất nhanh, kèm thêm một tia điện quang chớp ẩn chớp hiện, lóe lên không ngừng. Thiên Bạc nhếch miệng nở ra một nụ cười, sau đó tay bắt thành thi quyết điểm lên trên bầu trời, kéo mạnh một cái, một bóng người từ trên mái nhà cấp tốc rơi xuống, ngay lập tức quỳ một chân trước chiếc xe lăn của Thiên Bạc. Cảm nhận cổ lôi đình này, Thiên Bạc gật đầu. Không ngờ lôi trưởng lão của quyền thuật các bị ta luyện thành thi, lại có thể như cá vượt lông mông, hóa thành lôi thi đệ tam biến trong đế kinh cổ biến. Thật là ngoài mong đợi rồi. Lôi trưởng lão hóa thành lôi thi cấp bậc linh thi. Nếu so ra cho đúng thì một mình hắn ta lúc này có thể đánh ngang tay với hai linh sư bình thường. Đương nhiên là không tính cái loại thiên tài yêu nghiệt như là Vân Tiêu Nhiên. Lần này ngươi trở về, chắc hẳn là đã tìm được nơi tích sắc kiếm hạ lạc. Thiên Bạc nói xong, bàn tay đưa lên đặt trên đỉnh đầu của lôi thi, rút từ trong đó ra một cổ thi khí, rồi sau đó điều khiển nó chậm rãi tiến vào trong mắt của mình. Một vùng đất mới mau chóng xuất hiện, có sông núi đất đai, có dân chúng, có thành quách. Tuy rằng trăm năm trôi qua, nhưng dựa vào thế đất đại khái, Thiên Bạc có thể đoán được nơi này là chỗ nào. Châu Quảng Nguyên, không ngờ lại bị đánh đi xa như vậy. Chỉ có điều nơi này hơi khó gặm một chút. Nhưng mà đồng thời Thiên Bạc cũng cảm nhận được trong khí tức thi khí của lôi thi có một loại khí tức tà ác khác. Loại khí tức này vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ, khiến cho Thiên Bạc không cách nào phán đoán được hay nhớ rõ được thứ này thuộc về nơi nào. Nhưng mà thôi, Châu Quảng Nguyên cũng tốt. Như thế ta còn thuận đường
đi cùng đám tiểu tử kia làm một số việc. Tiên Bạc vừa nói dứt lời, bên ngoài vang lên động tĩnh. Hắn ra hiệu cho Lôi Thi phóng lên, ẩn mình vào trong bóng tối. Lúc này ở bên ngoài hiên vang lên tiếng bước chân. Tiên Bạc hờ hững nhắm mắt lại. Đến rồi. Vừa dứt lời, Trần Chí An dẫn theo Ngô Tuấn cùng Lý Minh Thành tiến vào, dừng lại trước mặt Thiên Bạc. Thúc ngựa 3 ngày 3 đêm từ kinh thành tới đây, hai người các ngươi căn bản là không muốn sống nữa. Ngô Tuấn ôm quyền hướng Thiên Bạc, giọng điệu có mấy phần cấp bách. Họ nung nổi loạn, triều đình điều binh lính tinh nhuệ đi dẹp là chuyện bình thường. Có điều trong việc lần này còn ẩn chứa cả điểm quỷ dị nữa. Ngô Tuấn đem lá thư kia nói lại một lần. Thiên Bạc cười, cười cười. Nhưng mà đây cũng không phải lý do mà hai người thúc ngựa đi nhanh tới vậy. Một người là hậu nhân của Ngô gia, một người kế thừa Thuận Thiên kiếm của Thừa Nghiêm. À, người tên gì? Lý Minh Thành thoáng sửng sốt, nhưng sau đó gương mặt cũng mau chóng trở nên lạnh như tiền, giống như mặt hồ, không gì dao động được. Minh Thành, Thiên Sư Cảnh. Thiên Bạc cười, cười cười. Thiên sư mà thôi, trong mắt ta còn chưa tính là cái gì. Mà thôi đi, ta đoán không nhầm thì 20 năm trước, Ngô Tuấn, cha của ngươi là Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ, trong lúc truy đuổi tàn quân Nùng Nông Hải, sau đó cha ngươi cùng một chi đội quân tinh nhuệ mất tích, đến nay vẫn chưa thấy về, đã được coi như là tử trận, đúng hay không? Không để Ngô Tuấn kịp đáp, Thiên Bạc đã hướng về Minh Thành mà hỏi. Còn ngươi, năm đó Thừa Nghiêm ông nội ngươi hóa hạt quy tiên, cha ngươi cũng tham gia chiến dịch vây quét Nùng Nông Hải, sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì mà rời khỏi vị trí hộ giá bên cạnh vua, tự ý rời đi, rồi từ đó đến nay cũng mất tích. Hai người các ngươi nghi ngờ Nùng Phi Trung, bây giờ lộ ra việc bên cạnh hắn ta có chuyện quỷ quái, nên càng thêm ngờ vực, đang rất là nóng lòng muốn bắt Nùng Phi Trung. Ta nói có sai điểm nào hay không? Thiên Bạc rõ ràng bị mù, nhưng chỉ đúng 3 câu nói đánh thẳng vào tâm lý của Ngô Tuấn cùng với Minh Thành, chuẩn xác đến mức khiến cho người ta hoảng sợ. Ngô Tuấn hít sâu một hơi. Chuyện này làm sao mà ngươi biết? Thiên Bạc cười mà không đáp. Đây là ký ức mà sư phụ của hắn là phù tiên cư sĩ truyền thừa xuống. Hắn không thể nào đem việc này nói ra bên ngoài. Chuyện này không quan trọng. Các ngươi đến đây là muốn thỉnh ta đến đó trừ Nùng Phi Trung, hoặc là thế lực quỷ quái đằng sau lưng hắn. Được thôi, ta đi với các ngươi. Nhưng ta có một điều kiện. Thiên Bạc mở đôi mắt trắng giả của mình, quét ngang một lượt. Được, miễn là trong điều kiện có thể, ta sẽ tận lực đáp ứng. Ngô Tuấn cùng với Minh Thành đồng thời lên tiếng. Đây không chỉ vì quốc gia, mà còn là vì tung tích của người thân. Thiên Bạc thở dài, ngáp một tiếng. Được rồi, đi ngủ đi. Chuẩn bị xe ngựa, ngày mai chúng ta lên đường, không cần gấp. Thiên Bạc nói như vậy, nhưng một đêm này hắn không hề chợp mắt qua. Từ ngày diệt xong đám Phạm gia, Lương gia của huyện Thuật Cát, Thiên Bạc cả ngày chỉ quanh quẩn ở lại trong thôn Thiên Đường để tụng niệm thi chú, cho trái cây hắc địa đằng mau chóng kết quả. Người đời không biết trái cây hắc địa đằng mang tác dụng gì, nhưng Thiên Bạc lại biết rất rõ. Nó đối với hắn có tác dụng đặc biệt quan trọng, nhất là vào thời điểm hắn là một phế nhân giống như thế này. Buổi sáng ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ ở trước cổng Vũ gia. Vũ Chí đích thân tiễn Thiên Bạc đến cổng lớn, ánh mắt không khỏi quét qua hai người Ngô Tuấn cùng với Minh Thành. Lão ta đã già, tay chống một cây gậy, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như diều hâu. Thiên Bạc ngồi trên xe lăn cười cười, trấn an Vũ Chí một câu. Được rồi,
Hoàng thất triều đình cùng với ta có chung mục tiêu. Ta tin bọn họ không có khả năng hãm hại ta đâu. Đây thì người nói đúng. Tốt nhất là bọn họ không nên động ác niệm với người. Bằng không vó ngựa vũ gia ta tuyệt đối sẽ sang bằng kinh đô. Ngô Tuấn và Minh Thành đều làm như không nghe thấy. Vũ gia có nội tình thâm hậu, so với tinh binh tinh nhuệ nhất triều đình cũng không thua kém là bao nhiêu. Vũ Tú Ngân đổi giáp phục trên người, mặc thành một bộ y phục bình thường. Nét thục nữ của nàng hiện ra rõ mồn một. Ta đi cùng ngươi, nếu công tử không ngại nhi nữ rắc rối, ta nguyện hầu công tử đánh giặc. Trần Chí An ngồi trên ngựa, thúc đến rồi dừng lại bên cạnh Thiên Bạc. Nếu như không có Thiên Bạc ở đây, thì hắn cũng suốt ngày trong rủi ngao du thiên hạ, không có được chút trò trống gì. Nhưng đi theo Thiên Bạc thì tốt rồi, vừa có thể học tập trận pháp mà cũng có nơi để phát huy. Đã nghĩ thông việc sinh tử chưa? Chí An gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng như không có việc gì. Sinh tử do trời, thành thì làm tướng, bại thì làm ma. Ta không rõ việc sinh tử, nhưng có thể cùng công tử chiến đấu, đó đã là vinh dự của ta và của Vũ gia. Chí An và Vũ Tú Ngân thốt ra mấy câu nói khiến cho Ngô Tuấn cùng Lý Minh Thành không nhịn được mà âm thầm suy xét một chút. Đặc biệt là Minh Thành, hắn là pháp sư, cho nên đối với khí tức của Trần Chí An tương đối nhạy cảm. Cổ linh khí tản ra này khiến cho Minh Thành cảm thấy Chí An có thực lực tuyệt đối không nằm dưới mình. Đi thôi. Thiên Bạc được đỡ vào bên trong xe ngựa. Lần này âm thầm hộ tống Thiên Bạc đến kinh thành. Chẳng phải quan triệu các ngươi tôn thờ Phật đạo, lại còn có mấy vị tăng nhân năng lực rất không tệ, vì sao chuyện lần này không để bọn họ đi cùng quân binh? Thiên Bạc từ trong ký ức của sư phụ mình đương nhiên biết được trong bờ cõi này nói về Phật giáo thì thiền sư Vạn Hạnh đứng số 1, số 2 thiên hạ. Minh Thành thở dài nói: không sai, nhưng mà cách đây 10 năm lần lượt các vị tăng nhân trong triều đều lui ẩn như cổ pháp tự. Nghe nói là để trấn trụ một vị tăng nhân nhập ma, gọi là ma tăng, cho nên mới không tiện xuất quan. Ma tăng sao? Vậy ta cũng phải để Tiêu Nhiên nhìn qua một chút mới được. Chí An chuẩn bị xong chim ưng truyền thư cho Thiên Bạc. Hắn không dùng bút mực bình thường mà lại dùng chu sa làm mực, vẽ xuống rất nhiều đường phù văn thâm ảo cùng phức tạp, cuối cùng mới gói ghém lại rồi thả lên. Chim ưng từ nơi này bắt đầu bay ngược về phía Lạc Vân Sơn. Đường đến kinh thành không mất quá nhiều thời gian, chuyến này chỉ mất hơn một tuần là đến nơi. Nhưng mà khi về được kinh thành, sắc mặt của Ngô Tuấn cùng Minh Thành đã không còn chút sáng lạng nào nữa, bởi vì bọn họ biết được hai tin. Thứ nhất, quan binh của nước nhà được cử trấn thủ ở Châu Tư Lan đều bị giết sạch. Những mật thám của cơ mật viện cài vào trong đó đều mất liên lạc chỉ trong vòng 7 ngày này. Hiện tại triều đình đối với chút tin tức vùng Tây Bắc hoàn toàn không nắm rõ được. Thứ nhị, thái tử đã dẫn quân tiên phong rời đi cách đây 3 ngày, hoàn toàn bỏ lại phó tướng là Ngô Tuấn cùng với hộ pháp sư là Lý Minh Thành ở lại đây. Ngô Tuấn ngay trong đêm liền tức thì mặc áo giáp, dẫn theo chi đội quân Ngô gia của mình là Sùng Lan quân, tức tốc lên đường đuổi theo thái tử. Lý Minh Thành đang đánh ngựa cho Thiên Bạc, nhìn hắn một chút. Quân đệ, ta... Thiên Bạc phẩy tay, ngược lại rất tùy ý. Ngươi đi theo Ngô Tuấn đi, để cho Chí An thấy chỗ, ta và hắn sẽ đến sau. Thiên Bạc nói, nhưng lại cảm giác được bên trong kinh thành Thăng Long lúc này nước rất sâu, có rất nhiều thế lực đang không ngừng minh tranh ám đấu, mà vị hoàng đế ngồi ở ngôi cửu ngũ kia lại nắm giữ hết thảy. Đúng là bậc đế dương, quần thần tranh đấu, đó mới là điều giữ cho triều cương không loạn.
Thiên Bạc than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn theo bóng lưng của Minh Thành đang nhanh chóng rời đi kia, chỉ nở nụ cười. Người có thấy được nhân quả trên người hắn hay không? Chí An lắc đầu. Ta không thấy, hoặc là cảnh giới của ta chưa đến được mức đó. Thiên Bạc cười không đáp. Hắn nắm giữ luân hồi nhãn, cho nên nhân quả của một người Thiên Bạc nhìn rất rõ ràng. Lý Minh Thành này vẫn còn một đoạn nhân quả tình kiếp nằm trong hồng trận. Tình kiếp đã chuẩn bị buông xuống, lúc đó Minh Thành ắt hẳn đại nạn lâm đầu. Thôi đi, chúng ta đuổi theo bọn họ. Ta không thể nhận lộc vua mà không quản được. Thiên Bạc ung dung không chút lo lắng, mà Trần Chí An đã bắt đầu tin tưởng vào khả năng của Thiên Bạc. Đế thì ở đây, không tin hắn thì còn tin ai được? Ở trên một bức tường thành, một thiếu niên ăn mặc có mấy phần sang trọng, lụa trên người cũng là loại đắt tiền nhất trong kinh thành. Hắn dõi mắt nhìn theo chiếc xe ngựa của Thiên Bạc đang chậm rãi rời đi. Lúc này cười nhạt. Không sai, bọn hắn đều đã lên đường đi Châu Tư Lăng. Chuyến này Tô gia, còn người nào có thể cản được ta cưới Hoài Nhi? Đứng ở bên cạnh hắn ta là một lão già khúm núm, mặc bộ đạo bào cũ nát, không có chút bắt mắt nào. Nở nụ cười lấy lòng thiếu niên vừa nói. Nam Hoài công tử muốn mỹ nhân, đương nhiên không có người nào có thể ngăn cản được. Huyền thuật các chúng ta nguyện giúp công tử một tay. Nam Hoài là con trai độc nhất của Nam Đình Vượng, là sứ thần nước Tống cử sang. Ở lại kinh thành để hai nước giao thương, cũng là tiện bệ liên lạc. Nam Hoài cười hắc hắc. Trong việc lần này, chỉ hắn với cha của mình biết được, nước Tống đã nhúng tay sâu vào bên trong vùng Tây Bắc. Lần này lão tử muốn lấy mỹ nhân, cho dù hoàng đế cũng không dám ngăn cản ta. Nam Hoài vô cùng phách lối. Hắn theo cha mình sống tại kinh thành Thăng Long, nhưng ỷ mình là người nước Tống, coi trời bằng vung, bình thường hách dịch vô cùng. Tính ra đã không ít lần hắn bị Minh Thành cùng với Ngô Tuấn đè đầu ra mà đánh. Phần lớn mọi người đều không biết rằng biên giới Tây Bắc nước nhà đang sắp có chiến tranh nổ ra. Đối với những cuộc hành quân quy mô lớn cũng là thần tốc trong đêm, bá tánh thường dân nên làm cái gì thì làm cái đó, an cư lạc nghiệp, không bị ảnh hưởng. Đó là anh minh của hoàng đế. Thiên Bạc một đường đi về Tây Bắc. Tuy rằng hắn lúc nào cũng ngồi ở trong xe, nhưng tai nghe thấy hết thảy những tiếng quyên náo buôn bán, chợ búa của người dân bên ngoài. Bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn cảm nhận được sự náo nhiệt của nước nhà. Thiên Bạc than nhẹ một câu. Đất nước đang vào thời thịnh thế, thật không uổng công cho chúng ta năm đó. Chí An ở bên ngoài đánh ngựa, hắn cười cười. Làm sao? Trong người bộ dáng chỉ mới 20 tuổi, nhưng cứ nói như lão già chứ không bằng. Thiên Bạc cười cười, biết Chí An đang trêu đùa mình. Hiện tại ngoại trừ tên thật ra, thì có người nào biết hắn là đế thi nữa đâu. Ta già rồi, chí khí cũng không còn như năm đó nữa. Cũng đúng, ta ngại trên núi, từng nghe sư phụ nói rằng đế thi quang lâm thiên hạ, sát phạt quyết đoán, không ngại tai nhiễm máu tươi. Nhưng hiện tại xem ra không phải rồi. Thiên Bạc lắc đầu. Hắn năm đó làm hết thảy là muốn bảo vệ non sông, bảo vệ những người thân yêu bên cạnh mình. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ bên cạnh hắn còn những ai chứ? Đi về phía Tây Bắc, càng tiếp cận Châu Tư Lan, thì cả Thiên Bạc lẫn Chí An đều cảm thấy trong không trung có hắc khí toát lên ngùn ngụt, tựa hồ như là muốn thay thế cả bầu trời trên cao. Thiên Bạc hiện tại không rảnh rỗi để ý đám hắc khí này. Hắn nhìn con đường bắc qua núi, từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi này,
vùng đất Tây Bắc của Đại Cồ Việt chính là nơi mà Thiên Bạc muốn dừng lại nhất. Tại nơi này, năm đó có quá nhiều nhiệt huyết. Có thể nói, năm đó những trận đại chiến khốc liệt nhất với Nam Hán đều diễn ra tại đây. Mỗi một lần vó ngựa đi đến là Thiên Bạc lại nhớ đến từng thiếu niên anh tuấn của Vũ gia, của Lý gia. Những người đó đã trở thành anh linh trường tồn vạn cổ, hóa thành linh khí của non sông. Thiên Bạc để Chí An dừng lại trên một gò đất cao. Sau đó hắn hít một ngụm lớn không khí ở nơi này, rồi dùng tay phân biệt phương hướng một chút, chỉ về một thung lũng bên dưới. Các ngươi biết không, ở cách đây rất lâu, nơi này đã từng chồng chất thi cốt như núi. Nếu không có thi cốt của những anh linh kia, cũng sẽ không có đất nước ngày hôm nay. Trần Chí An trầm mặt. Hắn khó mà hình dung được năm đó đại chiến với Nam Hán, một nước nhỏ yếu đã phải chật vật đến như thế nào. Vũ Tú Ngân cũng lặng đi. Dưới thung lũng đó, thi cốt mà Thiên Bạc nói có không ít là thi cốt của Vũ gia. Mặc dù tiểu nữ đối với chiến sự năm đó không biết nhiều, nhưng mà tiểu nữ hy vọng công tử có thể tiếp tục tiến lên. Vũ gia đế tướng năm đó ngã xuống là hy vọng công tử có thể tiến lên dẫm nát quân Thùng. Công tử tâm trạng sa sút, tâm tình của tiểu nữ cùng Chí An huynh cũng không dễ chịu gì. Thiên Bạc nghe tiếng gió động, lá cây treo vàng như tiếng hô nức trời của binh sĩ năm đó. Nội tâm của Thiên Bạc như là dao cứa. Chiến tranh năm đó quá tàn khốc. Quân đoàn cường đại nhất, tinh nhuệ nhất của Thiên Bạc, có bao nhiêu chiến tướng, chiến tử ở nơi này. Đi thôi, chúng ta đi hội quân cùng với Ngô Tuấn. Cuối cùng, Thiên Bạc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu không nói gì nữa. Mặc dù Ngô Tuấn cùng với Minh Thành đều rời đi trước, nhưng chim ưng truyền tin, Chí An vẫn giữ một con. Hàng ngày vẫn đều đặn nhận được mật thư của Ngô Tuấn về tình hình chiến trường gần đây. Thiên Bạc đối với những việc này không để ý mấy. Ngô Tuấn trên danh nghĩa là làm phó tướng, nhưng thực chất hắn mới là người lãnh đạo chiến dịch lần này. Thái tử mang danh là chủ soái, nhưng thực ra là để nắm công lao, góp phần ổn định hoàng vị của mình về sau. Có điều Ngô Tuấn cùng với Minh Thành cũng một mực ủng hộ thái tử kế ngôi, mà Thiên Bạc đối với việc ai lên ngôi cũng không để ý. Hắn chỉ là một người bình thường, ẩn mình sau màn thủ hộ mảnh non sông này mà thôi. Các ngươi chuẩn bị cho ta hai lá thư, một lá gửi đi Lạc Vân Sơn, còn một lá gửi cho Huyền Thuật Các. Lúc này đại quân của thái tử đã đánh sát Châu Tư Lan, chỉ cần công phá thêm ba thành nữa là có thể dẹp tan quân của Nùng Phi Trung. Ban đầu quân của Nùng Phi Trung còn chống cự quyết liệt, nhưng về sau bắt gặp quân triều đình liền quay đầu bỏ vũ khí mà chạy, không hề chống cự. Thái tử mặc giáp trụ sáng loáng, khí thế ngút trời, cầm đại kiếm lao thẳng vào hậu quân của địch nhân mà chém giết. Tả hữu thái tử có Sùng Lan quân Ngô Tuấn cùng thiên sư Lý Minh Thành yểm trợ. Cho dù là tướng lĩnh tài giỏi nhất dưới trướng của Nùng Phi Trung đến đây cũng chỉ có thể mất đầu. Thái tử, chớ có hưng phấn mà mất đi lý trí, địch đường cùng chớ đuổi, cẩn thận dính phải mai phục. Ngô Tuấn chém rời đầu một tên địch, sau đó lớn giọng nhắc nhở thái tử. Nhưng mà dưới cơn hưng phấn bừng bừng, lần đầu thái tử thân chinh đã đánh cho giặc tan tác, làm sao người có thể không nóng lòng lập công cho phụ thân mình thấy được. Giặc đã vào đường cùng, thế trận tan dở, chứng tỏ chúng không có mưu phía sau. Ngô Tuấn, người đừng lo. Kiếm của thái tử chỉ về phía trước, cho hào hứng mà quát lên. Giết! Tiếng hô giết vang trời, quân binh triều đình đẩy mạnh bước tiến, càng quét gần như một nửa Châu Tư Lan. Nhưng lúc này vẫn còn chưa thấy được mặt của Nùng Phi Trung. Điều này khiến cho Ngô Tuấn và Minh Thành trong lòng cảm thấy bất an.
đại quân của Lý Triệu đóng ở doanh trại cách chiến trường nửa ngày đường, mà thái tử lại dẫn 3.000 quân tiên phong truy đuổi quân địch. Điều này vô tình lại khiến cho đại quân vốn liền mạch nhất thời bị chia cách. 3.000 binh lính truy đuổi, thái tử, Ngô Tuấn, Minh Thành, ba ngựa đi đầu tiên phong. Hai bên cạnh đều có Sùng Lan quân Ngô gia, cộng với không ít binh sĩ tinh nhuệ của Lý Triệu hộ tống. Nhưng mà càng đuổi theo quân địch thì sắc mặt của Minh Thành càng khó coi. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa cảm nhận được thứ gì lạ thường, nhưng linh cảm nói cho hắn biết rằng nếu như còn đuổi theo, chắc chắn có việc chẳng lành. Minh Thành cùng với Ngô Tuấn đã khuyên qua thái tử không ít lần, nhưng thái tử không nghe, nhất quyết xua quân đánh vào tòa thành nhỏ của họ Nùng dựng ở gần đó. Thái tử, cẩn thận có bẫy! Thái tử nhíu mày, nhìn tòa thành họ Nùng có nhà dân san sát ở trước mắt, trái ngược với bầu không khí đông đúc thường thấy. Nơi này im ắng một cách lạ thường, hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người nào cả. Xét thành! Dưới lệnh của thái tử, không ít binh sĩ bắt đầu xâm nhập vào bên trong tòa thành này. Nhưng mọi người lại không hề bắt gặp một bóng người nào, ngay cả thức ăn để lại cũng không có. Dường không nhà trống sao? Họ Nùng này bị điên rồi. Hậu quân của chúng ta trong nửa ngày nhất định có thể đuổi đến. Cái dường không nhà trống này căn bản không đấu được chúng ta. Thái tử lúc này chậm rãi thúc ngựa đi qua cổng thành, hướng vào bên trong. Minh Thành và Ngô Tuấn cũng chỉ có thể thở dài nhìn nhau. Hai người cùng với thái tử thân như huynh đệ, đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh. Huống gì cả hai đều muốn thái tử lập công để củng cố hoàng vị của mình. Thành Lật Nhai. Lúc này trời đã gần tối. Từ trong thành Lạc Nhai, phóng mắt nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được núi non trải từ bắc xuống nam. Đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, tựa như là một đầu chân lông nằm sấp. Thậm chí càng nhìn về phía xa, bầu trời xuất hiện một màu huyết sắc đỏ mờ nhạt. Là hoàng hôn sao? Ngô Tuấn cùng thái tử thầm lẩm bẩm trước cảnh tượng vừa có phần mỹ lệ, vừa có phần ghê rợn này. Ngược lại, vẻ mặt của Minh Thành càng thêm trầm trọng. Không phải, là quyết khí. Thái tử à, người nên đi đến phần đường bí mật của cơ mật viện tại thành Lạc Nhai này. Biết đâu có thể tìm được thứ gì đó mà bọn họ để lại. Thái tử gật đầu. Tất cả mật thám ở lại Châu Tư Giang đều bị giết sạch. Thái tử càng không tin rằng thân phận của bọn họ lại bị bại lộ nhanh đến như vậy. Đây mới là điểm đáng ngờ nhất. Ở phía nam trong thành Lạc Nhai có mấy căn tứ hợp viện, tạo thành một tòa thành không nhỏ, thoạt nhìn có thể để cho mấy trăm người cùng trú ngụ. Lúc này đang là hoàng hôn, tòa thành lớn như thế này nên náo nhiệt người ra vào mới đúng. Ngược lại nơi này càng im ắng, quỷ dị lạ thường. Không phải tòa thành đó, là căn nhà nhỏ bên này. Thái tử chỉ vào một cái biệt viện rách nát nằm ở góc đường, gần với căn tứ hợp viện rộng lớn kia. Căn viện rách nát này nhìn giống như nhà của ăn mày. Phía trước cổng chính có treo hai cái đèn lồng, phát ra ánh sáng mờ mờ. Bốn phía không có gió, nhưng đèn lồng lại nhẹ nhàng đung đưa. Điều này khiến cho hai con sư tử đá ở trước cổng càng trở nên âm u, đáng sợ hơn mấy phần. Đây mới là nơi ở của phân đường cơ mật viện tại thành Lạc Nhai, là để ngụy trang. Thái tử được cha mình giao cho nắm giữ phần lớn thông tin của cơ mật viện, cho nên bản vẽ của phân đường tại thành Lạc Nhai người cũng nhớ rất rõ để chuẩn bị. Lý Minh Thành luyện pháp thuật, linh cảm của hắn rất mạnh. Vừa nhìn thấy căn biệt viện này thì đáy lòng của hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ rất mạnh. Dường như mỗi khối huyết nhục của toàn thân đều đang hướng tới hắn mà hò hét. Có chút không đúng rồi. Minh Thành còn chưa nói xong thì két một tiếng, cánh cổng lớn của biệt viện chậm rãi mở ra. Một cổ gió lạnh thổi đến. Trong lúc mơ hồ, hình như có một thân ảnh vô tức xuất hiện.
Minh Thành rút ra Thuận Thiên kiếm, đứng bảo vệ kế bên thái tử. Thân ảnh kia đứng trên cổng thành, tay cầm một chiếc đèn lồng. Các người dường như hợp cùng với bóng tối nơi này, ánh mắt âm u lạnh lẽo vô cùng. Vào đi, có cái gì mà quản hút? Ngô Tuấn nâng đèn lồng lên mà nói. Thì ra hắn đã phóng qua bờ tượng, sau đó từ bên trong mở cửa ra. Bóng tối âm u nơi này làm cho mọi người nhìn không rõ được hắn, cũng vô tình khiến cho Minh Thành hoảng hốt. Giả thần giả quỷ cái đầu ngươi đó. Minh Thành chửi một tiếng, sau đó cùng với Ngô Tuấn đi trước mở đường cho thái tử. Ma quỷ cái gì chứ. Ngô Tuấn xuất thân từ dòng dõi võ tướng, hắn không tin lắm vào những chuyện ma quỷ trên đời này. Cho dù đã từng gặp phải thiên bạc dùng pháp thuật, nhưng thứ pháp thuật của thiên bạc lại được dùng vào việc giết người. Cho nên nói rằng hắn không tin vào ma quỷ cũng không phải là không có căn cứ. Lần này tiến vào bên trong phân đường của cơ mật viện tại đây, thái tử ngoài hai người Ngô Tuấn, Minh Thành ra thì chỉ mang theo 20 thân binh của mình. Còn lại gần 3.000 binh sĩ vào thành đều đã bắt đầu chia nhau ra để dò tìm, phòng thủ và canh gác các nơi. Đoàn người vừa nói đuôi tiến vào bên trong viện thì cạch một tiếng, cánh cổng lớn bên ngoài được đóng kín lại. Hai chiếc đèn lồng giống như có gió mạnh thổi qua, lắc lư càng thêm mãnh liệt. Sư tử đá bên ngoài cổng cũng tản ra từng màu huyết sắc, sát khí đã bắt đầu nổi lên. Đi. Ngô Tuấn phất tay ra hiệu, 20 thân binh tản nhau rời đi, nhận nhiệm vụ phòng thủ cũng như quan sát ở khắp nơi trong đình viện để đề phòng có biến. Nhưng từ khi cánh cổng viện đóng kín, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, dường như nơi này đã bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hai bên sân có mấy gốc cây ăn quả, rất nhiều trái cây màu đỏ ửng. Rõ ràng là không có gió, nhưng những tán cây này vẫn đung đưa sàng sạc. Lạ gì? Ta nhớ cơ mật viện báo cáo, trong này làm gì có trồng cây bao giờ? Thái tử lắc đầu tự hỏi. Nhưng mà càng tiến vào bên trong, một cổ khí tức âm hàn lạnh buốt người thổi đến, khiến cho Minh Thành càng thêm cảnh giác. Một tay đặt lên chuôi kiếm, một tay kẹp lấy thiên sư phụ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xuất chiến. Không chỉ Minh Thành, mà hiện tại Ngô Tuấn đã không đùa giỡn nữa. Hắn tràn đầy cảnh giác, liên tục nhìn quanh bốn phía. Hơn nữa đám trái cây đông đưa kia mang đến cho hắn một cảm giác rất quái dị. Minh Thành đột nhiên khịt mũi, sau đó lách người một cái, ném ra một lá linh phù. Hỏa quang chiếu, lá phù trên đường bay bỗng nhiên cháy rực lên, chiếu sáng một vùng. Lúc này trong mắt mọi người xuất hiện một cái hồ máu đỏ rực, máu tươi đồng lại với nhau. Từ hồ máu này có những cái rãnh nhỏ chảy về phía những cái cây ở dọc hai bên sân ban nãy. Những cái cây này là dùng máu nuôi lớn. Ngô Tuấn ngạc nhiên thốt lên, đồng thời cũng giật mình rút lên thanh đao của mình và quét sang một bên. Đại đao quét qua, chém đứt một quả trái cây đỏ rực. Nếu không có Ngô Tuấn, sợ rằng đám trái cây này đã đánh lên người thái tử rồi. Trái cây này vừa bị đánh rơi, bên trong đó bắn ra rất nhiều máu tươi toe toét, dính lên y phục trên mặt của Ngô Tuấn. Một trái vừa bị chém rơi thì sau đó bỗng nhiên vô số trái trên cây cũng bắt đầu rung động, rồi lả tả rơi xuống dưới chân của mọi người. Thái tử, mau trở đi. Minh Thành biết lúc này đã có biến, hắn nhanh chóng quát lớn. Nhưng mà hiện tại thì đã muộn, bởi vì trái cây rơi xuống dưới đất liền để lộ ra những gương mặt quái dị, nở nụ cười quái đản nhìn cả đám người. Không xong rồi. Minh Thành rút ra liên tục bốn lá linh phụ, đánh ra thủ ở quanh người thái tử, cho cầm Thuận Thiên kiếm phóng đến, đứng sóng vai cùng Ngô Tuấn. Đây là quỷ thuật. Ngô Tuấn sắc mặt rất khó coi, hắn đưa tay lên miệng hít sáo một tiếng thật vang. Hộ gia thái tử.
20 bóng đen ở trên mái nhà lao vút xuống. Bọn họ không những không hộ giá thái tử, mà lúc này giống như người mất trí, đánh về phía Ngô Tuấn cùng Minh Thành. Cẩn thận! Thái tử nhận ra tình hình quái lạ đầu tiên, hét lớn một tiếng, rồi sau đó rút ra thanh kiếm của mình, chém ngang một đường, đẩy lùi một tên thân binh, kéo Ngô Tuấn cùng Minh Thành về bên cạnh. Những gương mặt trên trái cây kia đều là mật thám trong cơ mật viện. Ta đã từng nhìn qua hình vẽ của bọn họ. Thái tử lúc này cũng không dám khinh thường nữa. Cho dù hắn là thái tử, nhưng hiện tại tình hình càng thêm nguy cấp. Đi, trả cổ đây. Ngô Tuấn quát lớn một tiếng, đại đao vung lên mở đường, rời khỏi nơi này. Nhưng mà những trái cây kia lúc này không thể để cho bọn hắn được như ý. Bọn nó nhanh chóng phóng lên, rồi đeo bám lên người những thân binh mà Ngô Tuấn mang theo. Những tiếng động lớn vang lên, giống như tiếng da thịt được xé rách mở ra. Những thân binh này nhanh chóng mọc ra một cái đầu thứ hai, gương mặt giống hệt với gương mặt ban đầu ở trên những trái cây kia. Ta còn chưa nhìn qua loại quỷ thuật này bao giờ. Minh Thành ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Sau đó hắn càng bận lực điều khiển hộ thân phù cho thái tử. Về phần mình thì vung Thuận Thiên Kiếm, tiên phong lao về phía trước. Thuận Thiên Kiếm là đạo kiếm, đối với tà ma quỷ quái có lực chấn nhiếp rất lớn. Trong thiên hạ này, có thể sánh với Thuận Thiên Kiếm của Minh Thành chỉ có Vấn Thiên Kiếm của truyền nhân Vân Gia là Vân Tiêu Nhiên mà thôi. Ánh lửa lóe lên không ngừng, mà Ngô Tuấn cũng đồng hành bên cạnh Minh Thành. Hai người một đao một kiếm, không ngừng mở đường rời đi. 20 thân binh bình thường là hộ vệ đáng tin cậy bên người, võ công vô cùng cao cường, hôm nay lại trở thành đối thủ tử chiến của Ngô Tuấn và Minh Thành, mang lại uy hiếp tính mạng chí tử. Thái tử cũng không phải hạng vô dụng, mặc trên người cương giáp bóng loáng, ở phía sau lưng vì Ngô Tuấn và Minh Thành mà bộc hậu. Ba người tạo thành một thế tấn công tam giác, mũi nhọn ở ba nơi đánh lùi rất nhiều thân binh. Minh Thành nhìn thấy Ngô Tuấn có phần yếu thế, hắn không khỏi quát lớn một tiếng. Ngô Tuấn, ngươi đừng nương tay nữa. Bọn hắn bây giờ không phải sùng lang quân dưới trướng người nữa. Bọn hắn bị quỷ khống đã sớm chết rồi, bây giờ chỉ là một cái xác, tự mình làm theo bản năng mà thôi. Ngô Tuấn cắn răng quát một tiếng. Đường đao của hắn lúc này càng thêm hung hãn, đánh về phía trước. Ngô Tuấn cùng với Minh Thành đánh bay được cánh cửa lớn ra ngoài. Ba người bước ra được đường lớn, lúc này mới thở hồng hộc. Tòa thành này đã không còn người ở lại. Hiện tại đã là buổi đêm, càng thêm vắng vẻ. Nhìn trước nhìn sau không có một bóng người nào. Cả ba chỉ kịp hít thở một nhịp, sau đó vội vàng hướng về phía đại quân tập kết mà chạy đi. Minh Thành dẫn đường, Ngô Tuấn ở sau cùng để bảo vệ cho thái tử. Nhưng mà lúc này hai bên mái nhà đều xuất hiện những bóng đen nhao nhao đuổi theo ba người. Bước chân chạy của cả ba càng lúc càng nhanh. Ngô Tuấn đi ở đằng sau cùng, nhưng lúc này trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác lạnh lẽo khó tả. Đang lúc chạy nhanh về phía trước, hắn chợt phát hiện ra dường như có nhiều thêm một tiếng chân người. Không biết từ khi nào mà hiện tại đã là bước chân của bốn người, chứ không phải ba người như ban đầu. Ngô Tuấn không hề quay đầu, hắn chỉ mong có thể hộ tống thái tử thật nhanh về nơi hội quân. Nơi đó bình đông khí thịnh, tà ma quỷ quái cũng không dám làm cản. Một cơn lạnh buốt quét ngang qua, giống như có người đang hà hơi thổi sát vào gáy của Minh Thành. Ngô Tuấn bất giác lên tiếng. Các người có nghe thấy tiếng bước chân nhiều thêm hay không? Minh Thành và thái tử đều chạy, nhưng lúc này nghe thấy câu hỏi của Ngô Tuấn đều không nhịn được mà lẳng lặng nghe ngóng. Sắc mặt của hai người bắt đầu biến sắc. Cả hai đã nghe thấy tiếng bước chân nhiều thêm một người. Đồng tử của thái tử co rút lại, hơi thở có mấy phần gấp gáp. Có điều ba người vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy đi. Thái tử cắn răng quát lớn. Ngô Tuấn, cúi đầu! Ngô Tuấn và hắn đều là bạn cởi truồng tắm mưa, cho nên vừa nghe liền biết thái tử muốn làm gì. Hắn lăn người sang một bên, thì cùng lúc thái tử cùng với kiếm quay người chém ngược về phía sau một nhát. Thái tử trợn trừng mắt nhìn đằng sau lưng,
là một nữ tử với bộ quần áo dân tộc Nùng đỏ rực, gương mặt xám như tro, nở nụ cười quỷ quyệt tà mị nhìn lướt qua ba người. Ta chém không được hả? Thái tử tái mét kêu lên một tiếng, bởi vì lưỡi kiếm của người là phàm kiếm chứ không phải kiếm trừ tà, không cách nào chém bị thương được quỷ hồn. Là quỷ hồn. Minh Thành lúc này kêu lên một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn ở chung quanh, mà Ngô Tuấn cũng thủ thế đứng bảo hộ thái tử bên cạnh. Minh Thành kêu lên, sau đó vung thanh thuận kiếm chém về phía quỷ hồn kia, nhưng mà lại chém vào không trung. Lúc này hắn mới nhận ra có điểm bất ổn. Không xong, dính bẫy rồi. Quay đầu lại thì nữ quỷ kia đã vô thanh vô thức xuất hiện trên đầu của Ngô Tuấn, móng tay dài nhọn hoắt đang chuẩn bị đâm xuống đầu hắn ta. Tưởng chừng như những cái móng tay này đã đâm sâu vào đầu Ngô Tuấn, nhưng thực chất chỉ có máu tươi tí tách nhỏ lên gáy của hắn mà thôi. Thái tử kêu lên một tiếng. Vừa rồi chính người đã dùng cánh tay của mình đỡ cho Ngô Tuấn. Móng tay của quỷ hồn đâm phốc phốc vào tay mình, máu tươi túa ra không ngớt. Ngô Tuấn định thần quay phắt lại đỡ lấy, mà Minh Thành cũng lao đến đánh ra một lá thiên sư phụ bức lui nữ quỷ kia. Thái tử ôm lấy cánh tay của mình, gương mặt nhăn nhó. Sao kiếm của ta chém không trúng nó, mà nó lại đâm trúng ta chứ? Bà nội nữa, đau chết được. Dù là thái tử, nhưng bên cạnh hai người bạn thân của mình cũng không nhịn được mà chửi đổng một câu như thế. Đang lúc nguy cấp, Minh Thành cũng không nhịn được cười. Kiếm của người là phạm kiếm, đương nhiên không trừ tà được. Nhưng tà ma quỷ quái lại khác, nếu muốn hại người thì dễ lắm. Ngô Tuấn cùng Minh Thành nhìn qua vết thương trên tay một chút. Cũng may là chưa sâu lắm, bạn không về sau sợ cái tay này bị phế, ghi không cách nào triêu hoa ghẹo nguyệt được. Ngô Tuấn cười hắc hắc, sau đó hắn liền cầm kiếm đứng thủ ở một bên, cho Minh Thành rắc thuốc, băng bó lại cánh tay của thái tử. Minh Thành nhớ lại cổ quỷ khí ban nãy, rồi sau đó mới nói ra. Quỷ nữ kia rất mạnh, chí ít cũng là lệ quỷ rồi. Hắn vừa nói dứt câu thì bầu không trung lúc này bỗng chốc trở nên quỷ dị. Sương mù màu đen không biết từ đâu kéo đến phủ quanh, làm cho người ta không phân biệt được phương hướng. Thái tử đứng dậy, cả ba nhanh chóng đảo quanh bốn phía. Những bóng đen vốn là thân binh của Sùng Lan quân lúc này bắt đầu nhào đến, vây kín cả ba người. Đúng lúc đó lại có một giọng hát của nữ tử loáng thoáng truyền đến giữa bốn bề sương mù cùng yên tĩnh này. Giọng ca như có như không, giống như một khúc hát truông, nhưng lại có mấy phần thê lương cùng kêu gào thảm thiết. Ngô Tuấn thắc mắc hỏi: Đây là tiếng gì? Ta nghe không hiểu. Tiếng gì cũng được, quan trọng là ta nghe nổi cái da đầu lên rồi. Bên này, mau nhìn. Minh Thành chỉ sang một bên, chính là tòa đình viện lớn nhất của thành, nằm bên cạnh phân đường cơ mật viện mà ban đầu mọi người nhìn thấy. Chúng ta chạy một quãng đường dài như vậy, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ sao? Thái tử cùng với Ngô Tuấn càng thêm kinh hoảng, chỉ có Minh Thành mau chóng trấn định lại. Những năm qua, để tìm được tung tích của cha mình, có thể nói đã đi đến rất nhiều nơi ở vùng Tây Bắc. Hiện tại nhìn căn biệt viện khổng lồ trước mắt này, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác thúc giục mãnh liệt. Đi, chúng ta tiến vào bên trong đó. Minh Thành bạo gan đi đầu, thái tử càng không có lý do gì không đi theo. Ngô Tuấn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó bắt đầu đi vào bên trong căn biệt viện này. Tòa biệt viện này trước đây là nơi nghỉ dưỡng của Nùng Phi Trung. Thi thoảng hắn sẽ cùng mẹ mình là A Nùng đến đây nghỉ lại mấy hôm. Nhưng từ khi hắn quyết tâm phản lại triều đình, tòa viện này bỏ hoang, không còn người nào ngó ngàng đến nữa. Thật sâu dưới lòng đất tòa viện này, có ba bóng người đang đứng lây hoay giữa một đường hầm thông vào một động đá lớn. Nùng Phi Trung
cùng với mẹ mình là A Nùng cẩn thận dò dẫm, ánh mắt nhìn bức tường trong suốt trước mặt. Rõ ràng là trong suốt, nhưng nhìn vào lại thấy một màu tối đen khôn cùng. Bức tường này vừa nhìn thì giống như được tạo thành bởi nước, nhưng nhìn lâu thì lại thấy giống như từng sợi linh khí đang dệt mà thành. Bên cạnh Phi Trung là một người mặc áo choàng màu đen, gương mặt có mấy phần quái dị. Cả người hắn ta giống như hòa vào trong bóng tối, ngay cả Phi Trung và mẹ mình đứng ngay bên cạnh cũng rất khó nhìn thấu được. Hắn nói: "Ta cần mượn nơi này của ngươi để lấy đi một thứ, nhưng ngược lại ta dẫn đến cho ngươi 3 con chuột lớn." Phi Trung ánh mắt sáng lên, trên tay hắn cầm một thanh đao màu đen kịch, giống như được làm từ thiết đen, tản ra từng đợt hắc mang đáng gờm. Người kia lại lên tiếng: "Ngươi giết được mấy con chuột này chắc chắn sẽ làm cho kẻ ngồi ở kinh đô rất đau lòng, hoặc chí ít cũng là đoạn đi hương quả kế thừa của triều đình." Phi Trung nghe vậy thì kinh hỉ, hắn đoán được người được dẫn dụ đến là kẻ nào rồi. Hắn hồ hởi nói: "Đại nhân yên tâm, chỉ cần một chút thời gian là đủ, không có khả năng thất thủ. 2000 đao phủ, còn có cung tiễn thủ, nhiều mũi tên bắn cùng một lúc như vậy, hậu quân của bọn chúng lại còn chưa đến kịp. Huống chi của ta đích thân chỉ huy, nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu." Người kia nghe vậy thì hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu cho Nùng Phi Trung lui ra. Mà mẹ của hắn là A Nùng lại tiến lại một chút, sau đó dùng tay nhấn vào bức tường đá kế bên để lộ ra một cái rãnh nhỏ. Bên trong đó máu tươi ồ ạt không ngừng chảy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã làm cho đường hầm trở nên ngập tràn mùi máu tươi đáng sợ. "Máu tươi của toàn bộ dân trong thành đều mời đại nhân sử dụng. Chúc đại nhân thành công phá vỡ phong ấn." Anh Hùng nói dứt lời liền cúi đầu phủ phục lui xuống, không dám làm phiền người mặc áo đen với tà thuật thần bí này. Mà ở bên này biệt viện, ba người mới vào trong được không quá lâu, lúc này vẫn còn nghe thấy tiếng ca hát quẩn quanh trong đầu, giống như ghim vào trong linh hồn của bọn họ. "Khoan đã, hai người các ngươi có nghe thấy tiếng gì hay không?" Thái tử bỗng dưng dừng bước chân lại, tiếng nổ vang lên làm cho Minh Thành Ngô Tuấn cũng chấn động không thôi. "Là tiếng binh khí, tiếng hỏa tiễn, có người phục kích binh sĩ của chúng ta." Ngô Tuấn kêu lớn một tiếng, hắn tu người muốn chạy ra nhưng đã không được. Cánh cổng biệt viện lúc này đóng kín hơn bao giờ hết, không có khả năng mở ra. Nùng Phi Trung đã thiết lập đây giống như một cái lồng bắt nhốt 3 con chuột, làm sao có thể dễ dàng mở ra cho được. Lại nói ở bên ngoài thành, một chiếc xe ngựa hờ hững dừng lại, lẳng lặng khuất trong bóng đêm, dường như muốn hòa nhập vào bên trong đó. "Bên trong xảy ra đại chiến rồi, chúng ta còn chưa vào hay sao?" Chí An có phần nôn nóng. Hắn đến đây là để giúp đỡ quân Lý bình định phiến loạn Nùng Phi Trung. Thiên Bạc một đường chỉ dẫn Chí An cùng với Tú Ngân đánh ngựa đi đường tắt mới có thể đến đây thật nhanh. Nhưng từ đêm đến giờ hắn vẫn án binh bất động, không có ý muốn ra tay. "Không sai, để bọn chúng đánh nhau một lúc đi, dùng máu tươi cùng với mạng sống của binh sĩ để dạy cho ba người bọn hắn một bài học, lần sau đi đánh phải cẩn thận hơn." "Nhưng mà..." Trần Chí An còn không cam lòng. Tú Ngân lắc đầu ra hiệu cho Chí An đừng nói nữa. "Chí An huynh, công tử nói đúng. Nếu như không để cho ba người đó một bài học thì sợ rằng về sau sẽ vẫn còn kiêu ngạo. Lúc đó mạng của binh sĩ mất đi vì sự kiêu ngạo của bọn họ sẽ còn gấp nhiều lần hơn đó." Tú Ngân nói xong chậm rãi rót trà cho Thiên Bạc. Qua đầu nửa bình trà thì hắn mới chịu vươn vai uống người một chút.
Đến lúc rồi. Bọn chúng đánh nhau ồn ào ta cũng không chịu nổi. Chí An à, Tu Ngực, các người đi chỉ huy 3.000 sùng lang quân trong thành đánh trận đi. Hai người nhìn nhau, hơi nhíu mày. Ừ, sùng lang quân là quân đội tinh nhuệ của Ngô gia, bọn họ sẽ không nghe lệnh của một người ngoài như chúng ta đâu. Lệnh bài Ngô gia sùng lang quân ở đây. Có lệnh bài, bọn hắn không dám không nghe. Thiên Bạc ném lệnh bài mà Ngô Tuấn để lại cho Tú Ngân, rồi lắc đầu. Đi đi, cẩn thận một chút. Công tử, người cũng cẩn thận. Cả hai nhìn Thiên Bạc một chút. Chí An còn đặc biệt vì Thiên Bạc mà hạ xuống một trận pháp phòng ngự để bảo vệ, dù biết rõ Thiên Bạc không cần lắm. Đợi đến khi hai người rời đi rồi, Thiên Bạc mới búng nhẹ tay. Lôi Thi trong màn đêm phóng vút xuống, quỳ một chân trước mặt mình, ánh mắt lãnh đạm cùng mờ mịt. Ngươi cũng nên làm việc rồi. Nguyện nghe theo đế chủ. Lôi Thi cũng vụt biến mất, một lần nữa ẩn thân trong màn đêm. Thiên Bạc vẫn ngồi trên xe lăn nhàn nhã. Hắn đợi đến khi mình uống hết ấm trà, cẩn thận cảm ứng một chút thi khí trong không trung, rồi mới vươn vai. À, cuối cùng cũng đến lúc. Chiếc xe lăn phát ra tiếng kêu kèn két. Một bóng người thiếu niên anh tuấn đứng dậy. Thời khắc người này đứng lên, dường như muốn thôn phệ sạch sẽ toàn bộ bóng đêm vào trong mắt. Ngay cả thiên địa cũng thoáng chốc run rẩy. Quả hắc địa đằng, quả nhiên diệu dụng. Thiên Bạc cười khẩy. Hắn dựa vào quả hắc địa đằng để phục hồi lại con mắt của mình. Bởi vậy cho nên thời gian ở Vũ Gia, hắn mới cẩn thận dùng thi chú tụng cho cây hắc địa đằng nhiều đến như vậy. Ta cũng muốn xem thử là kẻ nào dám có ý đồ với tích sắc kiếm của ta. Thiên Bạc nở một nụ cười lạnh lẽo, thoáng chốc đã biến mất. Trên chiếc xe lăn chỉ còn lại một con cương thi vô thần ngồi tựa vào. Dáng người giống hệt như Thiên Bạc, tựa hồ như người vừa rồi rời đi là một con cương thi chứ không phải là hắn. Bên trong định viện, lúc này ba người Minh Thành đang hướng về phía doanh trại binh lính của mình mà phát hoảng. Ba người muốn tìm đường ra khỏi chỗ này, mau chóng trở về tụ tập cùng với binh sĩ, nhưng căn bản không tìm thấy được lối ra. Không nói đến tòa biệt viện rộng lớn như thế nào, chỉ bằng việc Nùng Phi Trung đã cho người phục kích ở chung quanh, cửa lớn cửa nhỏ trong nhà đều bị dán bùa đóng kín. Ba người bọn họ lúc này chẳng khác gì chuột trong lòng, mặc cho người ta chém giết. Bỗng nhiên Ngô Tuấn ra hiệu cho hai người bên cạnh mình im lặng. Tức thì thái tử cũng nghiêng tai lắng nghe. Là tiếng dây cung. Ngô Tuấn là con nhà võ tướng, đương nhiên nghe liền nhận ra ngay. Mai phục. Ngô Tuấn quát lớn một tiếng, sau đó liền có mũi tên vút bay vụt về phía cả ba đang đứng. Ba người tay đẩy lẫn nhau, trái phải quay cuồng ngã xuống đất, xoài xuống sàn nhà, tìm lấy những cây cột cùng với bàn gỗ để tránh né. Nhiều mũi tên lướt qua, phật phật đính chặt vào trên lan can, trên cây cột của những lầu cát. Phần lông đuôi của mũi tên không ngừng rung động, có thể thấy được lực bắn rất mạnh. Lúc này ở bốn phương tám hướng trong màn đêm, trên mái nhà xung quanh đều xuất hiện rất nhiều cung thủ. Tiếng dây cung vang lên không ngừng. Ngô Tuấn nói: Thái tử, xem ra Nùng Phi Trung vẫn luôn còn tại chỗ này. Hắn là lừa chúng ta vào bẫy. Không sai, nhưng mà ta nghi ngờ đằng sau lưng họ Nùng còn có một nhân vật thần bí khác. Tà thuật mà chúng sử dụng để giết thân binh Sùng Lang Quân rất là khác thường, không giống với thầy bùa trong họ Nùng. Thái tử đã rút ra bội kiếm bên hông mình, mũi tên ghim phầm phập vào cây cột nơi mình ẩn nấp. Không chỉ tà thuật, mà kế sách này cũng không giống Nùng Phi Trung sử dụng. Sau lưng hắn có người bày mưu. Ngô Tuấn tìm thấy một gian phòng đang mở cửa, hắn nhanh chóng kéo thái tử lao vào bên trong. Minh Thành nhìn thấy một đoàn mưa tên bắn về phía Ngô Tuấn, hắn nhanh như thiểm điện phóng đến,
đạp Ngô Tuấn lăn về phía bên trong phòng. Còn mình thì thừa đà ngã người ra sau, khó khăn tránh né được một vòng mưa tên. Con mẹ nó, bây giờ có ba đầu sáu tay, ta cũng không có dùng phù đất. Minh Thành chửi đổng, sau đó cũng nhân cơ hội mà nhảy vào bên trong phòng. Thái tử nhanh chóng tiến đến, chuẩn bị đóng cửa, thì một mũi tên bay thẳng vào bên trong, kim phành phạch vào trong cây cột sau lưng. Diễn tả thì lâu, nhưng mà mọi thứ diễn ra chỉ trong có mấy cái chớp mắt. Cửa còn chưa kịp đóng lại thì một loạt mũi tên đã phóng lên, mục tiêu hiển nhiên là vị thái tử kia. Ngô Tuấn vùng lên muốn che chắn cho thái tử, nhưng mà ngược lại chẳng có mũi tên nào bắn trúng hắn. Trước người Ngô Tuấn, phải nói là trước cửa phòng này, xuất hiện một hàng rào chắn màu đen. Nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là số ít thân binh còn sót lại của Sùng Lan Quân mà Ngô Tuấn dẫn theo ban đầu. Chẳng phải các ngươi đều bị khống chế rồi hay sao? Một tướng lĩnh quay đầu nhìn Ngô Tuấn. Vị này tuổi tác đã ngoài 40, ngó chừng cũng là năm đó đi theo bên cạnh Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ. Công tử, chúng ta bị khống chế nhưng vẫn chưa mất đi trái tim của mình. Nói dứt lời, ngực của vị tướng quân này trúng liền mấy mũi tên. Lâm phó! Khóe miệng của Lâm phó tướng ọc máu, đã mất đi thăng bằng nhưng vẫn trụ vai đồng đội bên cạnh, cố gắng gượng đứng thẳng người, miệng quát: Không cần quản ta, đóng cửa! Ngô Tuấn gọi như rên rỉ, nhưng mà lúc cánh cửa này được chính tay của những thân binh đóng lại, bọn họ đứng chắn bên ngoài, một bước cũng không nhúc nhích. Khi cánh cửa đóng dần, chỉ còn lại một khe hở hẹp, Ngô Tuấn nhìn thấy một mũi tên xuyên thủng đầu của Lâm phó tướng. Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ ửng cánh cửa phòng. Lúc này ở bên ngoài, trừ tiếng mũi tên ghim vào tường, còn có mũi tên ghim vào thịt của những tướng sĩ Sùng Lan Quân. Ngô Tuấn nghe thấy giọng bọn họ lần cuối cùng, không thều thào, không đau đớn, mà là cuồng hống: Sùng Lan Quân! Sau một đoàn mưa tên, binh lính của Nùng Phi Trung bắt đầu ập đến, mà những thân binh còn sót lại chút hơi thở cuối cùng này cũng không chịu thua, dùng chút sức tàn của mình kéo thân thể dính đầy tên như những con nhím lao về phía địch nhân, sau đó rút thanh đao bên mình chém địch. Vô số mũi tên bắn ghim vào đằng sau lưng của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không sợ, vẫn đi về phía trước, dưới chân tạo thành một dải máu tươi kéo dài. Lưỡi đao quét tới, bổ xuống, chặt ngang, dũng mãnh lạ thường. Chỉ có chưa đến 20 thân binh sống dở chết dở, nhưng giết cho không ít quân của Nùng Phi Trung kêu thảm. Cũng có tiếng dây cung bị chặt đứt làm đôi. Đội hình cung thủ bị những thân binh này chém giết lung tung. Lúc này đây, không biết từ chỗ nào xuất hiện một cây thương đâm đến. Phập một tiếng, đầu của Lâm phó tướng bị chém rơi xuống đất. Đầu mất, nhưng thân thể Lâm phó tướng vẫn như cũ tiến lên, chém giết rất nhiều địch nhân, cho đến khi động tác dần dần chậm lại, cánh tay hạ lỏng xuống, chết đứng ở đó. Người có thể làm thân binh của Ngô Tuấn cùng thái tử, uy mãnh cùng dũng cảm, đương nhiên không thể xem thường. Lúc này Nùng Phi Trung đã xuất hiện cùng với mẹ mình. Trung nhẹ nhàng khoát tay, binh lính cầm vũ khí xông lên, giải quyết nhanh gọn những thân binh chỉ còn yếu ớt một hơi tàn. Khi người cuối cùng ngã xuống, vẫn không quên hét to lên một tiếng: Sùng Lan Quân, vĩnh viễn không lùi! Ngô Tuấn, thái tử, đôi mắt đỏ bừng, chỉ hận lúc này không thể xông ra, sống vai đến chết với thân binh của mình. Ngay cả Minh Thành chuyên làm pháp sự, quen thuộc với cảnh sinh tử, cũng không nhịn được mà siết chặt nắm tay, lòng bàn tay chảy xuống hai bệt máu đỏ. Đương lúc bầu không khí trở nên bi thương, thì bỗng nhiên mắt của Minh Thành lóe lên, một cổ quỷ khí nồng đậm trong không gian kéo đến. Có quỷ khí! Minh Thành gần như ngay lập tức nhảy dựng lên. Pháp thuật mà Minh Thành theo học khác biệt với pháp thuật của Vân gia, thao túng linh khí,
hay Thiên Bạc điều khiển thi khí, mà Minh Thành tu luyện môn pháp thuật gọi là Phật Đạo Song Tu. Chỉ khi nào có quỷ khí xuất hiện nhất định thì phù lục của Minh Thành mới linh ứng, bằng không thì bình thường cũng chẳng khác gì tờ giấy lộn là bao. Nếu như đổi lại Minh Thành là Vân Tiêu Nhiên hay Trần Chí An thì hắn đã sớm có thể mang theo huynh đệ bên cạnh thoát ra khỏi vòng vây mưa tên rồi. Minh Thành trống lớn một tiếng, thuận thiên kiếm lập lòe kim quang, chém nát một mũi tên bắn đến, rồi tung người phóng ra ngoài. Thành vừa xuất hiện, mưa tên liền có đích đánh, nhắm về phía hắn nã liên hoàn. Minh Thành rút ra một lá phù lục, rồi sau đó niệm chú, cắn đầu ngón tay lấy máu trích lên đó, vỗ mạnh xuống dưới mặt đất. Thượng kim căn! Rõ ràng chỉ là một lá phù lục đánh xuống, nhưng tòa biệt viện này chấn động như động đất, mái ngói rơi vỡ khắp nơi. Lý Minh Thành ghim thuận thiên kiếm xuống trước mặt, sau đó điểm một chỉ. Trốn! Phù lục nổ tung, một bức tượng kim can nhanh chóng xuất hiện, hiển hóa ra đằng sau lưng Minh Thành. Mà đồng thời trên mái nhà, dưới sự chỉ đạo của Nùng Phi Trung cùng với mẹ mình, liên tục có đến hơn chục bóng đen phóng ra ngoài. Rõ ràng là hình dáng của con người, nhưng động tác lại giống như con báo đang vồ mồi. Quỷ miêu! Thái tử kêu lớn một tiếng. Người đã từng đọc qua ghi chép về quỷ miêu này, dùng người ghép hồn với một con mèo được nuôi bằng thịt người uống máu trong 49 ngày, cuối cùng tạo thành quỷ miêu. Không sai, đây là tà thuật của Đại Lý, cùng với một ít dân tộc thiểu số Nam Tống. Minh Thành từng ngao du thiên hạ, đối với tà thuật cùng với nguồn gốc hiểu rõ không ít. Trong nháy mắt hai người trao đổi, quỷ miêu mang theo thế tiến công không gì đỡ được xuất hiện. Bọn chúng chia ra muốn kiềm chân Minh Thành, vừa muốn bắt lấy thái tử. Minh Thành hừ lạnh, tay bắt ấn, tượng kim can đằng sau lưng lóe lên, hai cánh tay giống như thái sơn vung ra đập mạnh xuống. Hai con quỷ miêu gần nhất nhanh chóng bị kim can đập nát, nhưng mà tốc độ của quỷ miêu rất nhanh, chúng vòng qua đằng sau lưng của kim can, lao vút về phía thái tử. Minh Thành bận cản địch, không có thời gian quay lại ứng cứu, chỉ có thể dựa vào Ngô Tuấn. Ngô Tuấn, lấy mau tới đâu, ngươi là đồng tử, quyết khí phương cương, giết tà dễ như chơi đó. Ngô Tuấn vung đao, không sợ đau đớn mà cắt đầu ngón tay của mình, vẽ xuống một loạt chữ sát lên trên lưỡi đao, đứng chắn trước người huynh đệ của mình. Ngô Tuấn được người trong kinh thành xưng tụng là đệ nhất mỹ nam tử đại cổ Việt, nhưng người ta còn quên mất hắn cũng đứng đầu cuộc thi võ tướng năm ngoái. Ngô Tuấn bắt kịp hành tung của con quỷ miêu, sau đó tức thời phóng đến một đao bổ xuống. Tuy rằng một đao của Ngô Tuấn mang theo huyết khí của nam nhi nồng đậm, nhưng vẫn không cách nào một đao chém chết được quỷ miêu. Ngược lại, trước ngực của Ngô Tuấn bị quỷ miêu cào một vết, màu đen của quỷ khí cùng với máu tươi bắt đầu úa ra. Đồng thời thái tử cũng là đối tượng bị quỷ miêu vây công, người không sử dụng bội kiếm của mình chống đỡ, chỉ có lùi về sau chứ không cách nào đánh lui quỷ miêu được. Thái tử, ta nói người bình thường kiềm chế một chút, hậu cung 3.000 gia nhân, bây giờ một chút máu tươi kia của người đã không còn tác dụng nữa rồi. Ngô Tuấn khịt mũi cười một tiếng, y nói thái tử đã không còn là Sử Nam, quay đầu ứng cứu. Ba người tuy rằng vừa chống đỡ vừa nói chuyện, nhưng mà ngoại trừ Minh Thành có kim can thì tính tra quỷ miêu vẫn luồn qua không ít, đánh đến Ngô Tuấn và thái tử đầu óc quay cuồng. Hai người chống đỡ đến mức đổ cả mồ hôi hột. Trong quân đội viễn chinh lần này, hoàng thượng ban cho thái tử tổng cộng 10.000 tinh binh. 7.000 là tinh binh của triều đình hoàng thất, 3.000 còn lại là sùng lang quân của Ngô gia. Bên trong Lạc Nhai Thành có tổng cộng 3.000 tinh binh, một nửa là tinh binh Lý Triều, một nửa là sùng lang quân. Bọn họ tạo thành một doanh trại, chia nhau thủ cùng vệ binh canh gác, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, dưới mặt đất của thành Lạc Nhai bỗng nhiên xuất hiện từng cổ khối màu đen nghi ngút bốc lên. Ban đầu là ở bốn phía doanh trại,
sau đó là ở bất cứ nơi nào. Chỉ cần có dấu chân người, liền xuất hiện khí đen. Khí độc! Không biết vị phó tướng nào quát lớn một tiếng. Sau đó tiếng gõ kẽn cùng tù và không ngừng thổi lên. Binh sĩ nhanh chóng xốc lại tinh thần, phóng ra bên ngoài. Sùng Lan quân đều là những lão tướng già dặn, thế hệ tiếp theo cũng được truyền thụ những kỹ năng tuyệt đỉnh này, phản ứng rất nhanh. Bọn họ dùng khăn thấm nước quấn quanh mũi, sau đó cấp tốc nắm lấy binh khí, lao ra khỏi vùng khói độc. Sùng Lan phó tướng, nên làm như thế nào đây? Hoàng Thiên phó tướng, hai đội chúng ta cùng kết hợp thành một mũi nhọn, nhất thời xông ra bên ngoài. Hai người đang thương lượng chính là hai phó tướng của Sùng Lan quân thuộc Ngô gia và Hoàng Thiên quân thuộc Quyền Thái tử. Nhưng mà chúng ta phải chọn hướng nào đây? Sùng Lan phó tướng tên là Trần Phúc. Trần Phúc rút đao chỉ về phía trung tâm của thành Lạc Nhai. Nếu chúng ta bị phục kích, điều này chứng tỏ nhóm của Thái tử cũng đã bị bại lộ. Lúc này không đi hộ giá thì còn đợi lúc nào? Dứt lời, Trần Phúc xông thẳng ra bên ngoài. Gương mặt phủ trong khăn ướt, chỉ để lộ đôi mắt lập lòe sát khí. Chỉ có một chấp niệm duy nhất, đó là mang thiếu gia cùng với Thái tử rời đi an toàn. Toàn quân nghe lệnh, hộ giá! Cả hai đồng thời phát lệnh, dẫn đầu tiên phong mà xông ra ngoài. Nhưng mà tại thời điểm này, khói độc lan tràn. Nhóm người đầu tiên vừa xông ra, liền bị quân của Nùng Phi Trung mai phục bao vây, đánh rất rát. Trần Phúc nhìn các huynh đệ của mình một lần, sau đó cắn răng. Mở đường máu, cứu thiếu gia, cứu thái tử. Đồng thời Phi Trung cũng cắt cử ra một viên phó tướng mình rất tin dùng, là hai anh em sinh đôi tên Nùng Hải, Nùng Địa. Nùng Hải, Nùng Địa mặc giáp đen kịch, trong tay cầm hai thanh thương dài hơn 2 mét, vùng vụt phóng đến. Hai quân lao thẳng vào nhau, đại chiến giáp lá cà diễn ra ngay trong phút chốc. Tiếng hét, tiếng binh khí, tiếng chém giết điên cuồng vang lên. Nhưng mà thế trận này càng kéo dài thì Trần Phúc càng nhận ra rằng tình hình càng không ổn. Không chỉ hắn ta mà các binh sĩ Sùng Lan quân cùng Hoàng Thiên quân đều dần cảm thấy cơ thể bắt đầu vô lực. Khí độc dù có khăn ướt che chắn nhưng ít nhiều cũng thấm dần vào trong cơ thể, đang bắt đầu phát tác. Người còn khỏe, tiến lên phía trước. Trần Phúc biết rằng hiện tại tình hình vô cùng nguy cấp. Bên này càng để lâu thì thái tử và thiếu gia càng nguy hiểm. Cho nên nhất định phải có một đội xông vào sâu bên trong Lạc Nhai mà cứu viện. Bên cạnh thái tử còn có thiên sư Lý Minh Thành, chắc hẳn không có việc gì đâu. Nguyễn Lâm ôm tâm thái cầu mai mà nói một câu, nhưng mà lời nói có điệu không chắc chắn. Đánh nhau với chúng ta lại còn dám phân tâm. Đúng lúc này, huynh đệ Nùng Hải và Nùng Địa đồng thời đánh đến Trần Phúc cùng Nguyễn Lâm, khiến cho hai viên phó tướng nhất thời không cách nào trở tay kịp được. Hai kích đầu còn dễ, nhưng qua đến kích thứ 3 trở đi, thân thể của Trần Phúc và Nguyễn Lâm cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu kịch độc xâm nhập cơ thể. Trần Phúc yếu sức lơ đễnh một chút, lưỡi kích đã nhắm vào đầu của hắn mà đâm đến. Đồng thời bên kia, Nguyễn Lâm cũng bị một mũi kích khác nhắm chuẩn vào trái tim. Hai người tưởng chừng như nhất định phải chết chắc, thì lúc này bỗng nhiên xuất hiện một bóng người thước tha từ trên thành Lạc Nhai phóng xuống. Trong tay nàng cầm một thanh bội kiếm bóng loáng, kiếm chặt gãy kích của Nùng Hải, vỏ kiếm thì đánh bay kích của Nùng Địa. Dáng người này nếu như không phải Vũ Tú Ngân thì còn ai ở đây. Nàng vừa xuất hiện, chỉ trong một chiêu liền đánh lùi hai chiến tướng thân cận của Phi Trung. Đó là thành tựu nàng luyện tập từ bé đến nay, lại cộng thêm trên đường đi không ngừng được Thiên Bạc chỉ điểm, dạy nàng cách dùng kiếm giết người. Công tử nhà ta đã đến, thái tử sẽ không có việc gì, Ngô thiếu gia cũng sẽ như vậy. Tú Ngân vừa nói vừa rút lệnh bài trong tay của mình xuống, đưa thẳng lên.
Sùng Lan Quân. Vừa nhìn thấy lệnh bài này, Trần Phúc liền biết người đến là người phương nào. Chính là vị thần bí được triều đình mời đến để tiêu trừ tà ma ở đây. Nếu cô nương đã nắm giữ lệnh bài của Sùng Lan Quân, có nghĩa là thiếu gia tin tưởng cô nương. Chúng ta ở đây lập tức nghe theo lệnh của cô. Trần Phúc nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Nhìn thấy lệnh bài giống như nhìn thấy Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ năm đó, tuyệt đối không thể khinh nhận. Đừng có một câu cô nương, hai câu cô nương. Ta họ Vũ, Vũ gia đế tướng, Vũ Tú Ngân. Tú Ngân nói. Trần Phúc cùng Nguyễn Lâm hít một hơi khí lạnh. Đế tướng, danh xưng bậc này, sợ rằng ngoài binh đoàn đế thi trong truyền thuyết, không ai dám xưng một chữ đế trong tên. Thân phận của Vũ Tú Ngân bày ra đó, cũng là con nhà binh, tác phong cùng với Trần Phúc Nguyễn Lâm tương tự nhau. Đây cũng là lý do Thiên Bạc an bài Tú Ngân đến nơi này chỉ huy Sùng Lan Quân. Hắn muốn nàng học hỏi thêm kinh nghiệm thực chiến. Vũ Tú Ngân nhìn địch trước mặt đã làm thành thanh thế vây quanh, cung tiễn đều được dựng lên. Ánh mắt lóe lên sát khí. Bài học đầu tiên mà công tử dạy ta chính là giết người. Tú Ngân vừa dứt lời, nàng cầm kiếm dũng mãnh giết thẳng ra bên ngoài, nhắm đến Nùng Hải và Nùng Địa. Hai quân giao chiến, cộng thêm Tú Ngân ở bên cạnh, khiến cho quân đoàn triều đình nhanh chóng chiếm lại được thế trận. Ngô Tuấn âm trầm, trong tay cầm đao, không ngừng đánh lui những quỷ quái mà Nùng Phi Trung gọi đến. Minh Thành ở tuyến đầu thúc giục Kim Cang chống đỡ, bảo vệ cho thái tử không bị ma quỷ quấy nhiễu. Lần này có thể nói khiến cho hai người sức đầu mẻ trắng. Đã đến lúc ta ra tay rồi. Đến lúc đó lấy máu của tên thái tử này trút ra lòng khí trong huyết mạch của hắn, thì ta có thể đoạt được khí vận của đế vương. Nùng Phi Trung cười lớn một tiếng. Cánh tay của hắn bấy giờ nổi lên từng đường vân quái dị. Hắn ta hấp thu một ít quỷ khí trong quá trình làm việc cùng với người bí ẩn kia. Nùng Phi Trung dẫm mạnh chân dưới mặt đất, trong thoáng chốc xuất hiện ngay trước mặt thái tử. Cây gậy lạnh buốt đen kịch như đầu lâu gõ mạnh về phía đầu thái tử. Chớ có làm hại quân đệ ta. Khương mặt hoàng mỹ của Ngô Tuấn hiện lên vẻ tức giận. Đại đao vung mạnh một cú, đẩy lùi quỷ binh. Sau đó lại lật sóng đao, vỗ mạnh lên cây gậy. Đồng thời cũng đẩy quân đệ của mình về phía sau, giúp người tránh thoát được một kiếp. Mà thân làm thái tử cũng không phải ăn chay. Từ khi còn nhỏ tuổi, đã được luyện tập với những võ sư hàng đầu thiên hạ. Đoạn kiếm trong tay biến đổi, uyển chuyển như thần long, đâm mạnh về phía ngực của Nùng Phi Trung. Tưởng chừng như có thể nhất kích tất sát, không ngờ lúc này giữa ngực họ Nùng lại xuất hiện một gương mặt quỷ của con nít. Mặt quỷ há chiếc miệng rộng, đầu lưỡi đỏ lờm quấn lấy lưỡi kiếm của thái tử, cố định không buông. Diễn tả thì lâu, nhưng tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt. Ngô Tuấn thì mất đà không ứng cứu được, mà thái tử thì kiếm khóa vào tay. Chỉ có Nùng Phi Trung không hề hấn gì, cây gậy đâm đến đỉnh đầu của thái tử. Ngô Tuấn muốn lao lên, nhưng lại quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ tốt của mình rơi vào hiểm cảnh. Cút! Đồng thời một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, mang theo đó là một cổ sát khí nồng đậm ngút trời phóng ra, quấn lấy cây gậy của Nùng Phi Trung. Dù cho hắn ta có phát lực như thế nào cũng không đập xuống được. Hả? Nùng Phi Trung năm lần bảy lượt nổi loạn, âm mưu ấp ủ, mưu tính sâu xa, đầu óc tuyệt không tầm thường. Hắn biết người xuất hiện tuyệt đối là một cao thủ hàng đầu, vô cùng dứt khoát buông tay khỏi cây gậy, tức tốc lùi về sau. Cây gậy lập tức bị bóp nát, hóa thành vô số bụi mịn rơi xuống sàn nhà rồi cháy rực lên. Trong lúc bốc cháy, không ngừng có bóng đen của oan hồn thoát ra, kêu gào thảm thiết.
dùng linh hồn người sống tế luyện thành vũ khí tà ác. Nùng phi trung này thật tàn nhẫn rồi đó. Ngô Tuấn thở ra một tiếng. Hắn biết người đến là ai. Thiếu niên anh Tuấn, trên người mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, bộ dáng tiêu sái thông dong. Có điều hai đường chân mày sắc bén như kiếm lại để lộ ra sát khí nhàn nhạt không thể tiêu tán. Ê thì à, kính chậm một chút nữa thì chúng ta tiêu tùng rồi. Ngô Tuấn cười khổ, mà Thiên Bạc cũng nhàn nhạt cười bâng quơ. Cánh tay hắn đưa lên, lập tức có thi khí tụ đến, hóa thành một cây cung màu ngọc thạch. Thân là thái tử, đương nhiên được tiếp xúc nhiều với ghi chép bí mật trong thiên hạ, trong đó có ghi chép về đế thi, có thể coi như bách khoa toàn thư về hắn. Lẽ nào là Diệt Thần Cung? Là nó. Diệt Thần Cung đưa lên, gần như ngay tức khắc, những oan hồn trong cây gậy của Nùng Phi Trung bị đánh nát băng nải kéo đến, tụ lại thành một mũi tên. Ngươi không được làm như vậy. Không phải nên siêu độ cho bọn họ hay sao? Nếu lấy linh hồn làm mũi tên thì bọn họ sẽ hồn phi phách tán đó. Lý Minh Thành điều khiển Kim Cương Pháp Vương đối phó với Quỷ Miêu, cũng vừa phân tâm nhìn về bên này. Hắn không đành lòng nhìn những linh hồn vô tội bị hồn phi phách tán. Đừng quỷ mị như đàn bà vậy. Trên chiến trường không có chỗ cho lòng thương người. Muốn làm pháp sư cứu đời độ thế thì cút ra khỏi tầm mắt của ta. Thiên Bạc rất nặng lời. Đây là chửi thẳng mặt. Nhưng mà câm miệng, khóa chặt Quỷ Miêu cho ta. Thiên Bạc kéo căng dây cung diệt thần, mũi tên giật mạnh lên vài cái. Hắn chậm rãi thả tay. Đinh một tiếng, mũi tên rời dây mang theo tiếng oán than khủng bố truyền khắp biệt viện. Kim Cang khống chế Quỷ Miêu, nhưng mà dường như nó cũng cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng đang đến gần, cho nên lập tức tránh né. Đuôi của Quỷ Miêu quấn chặt cổ Kim Cang Pháp Vương. Trong lúc Minh Thành phân tâm đã xoay mạnh người, dùng Kim Cang làm tấm bia đỡ cho mình. Nè, không được, nếu bắn trúng Kim Cang thì Minh Thành cũng sẽ bị phản vệ. Thái tử kêu lên. Minh Thành là người điều khiển Kim Cang, hắn đương nhiên sẽ bị thương nặng nếu như Kim Cang bị phá toái. Ê, vô dụng. Sắc mặt của Thiên Bạc vô cùng khó nhìn, nhưng tiễn đã rời dây thì không cách nào thu hồi. Lạc thần tử minh. Thiên Bạc vận lực, hai ngọn lửa một tím một đỏ phóng lên rồi dung hợp vào nhau. Mũi tên thứ hai phóng ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn mũi tên đầu tiên. Vào thời khắc mũi tên đầu tiên chuẩn bị bắn trúng thân thể Kim Cang thì mũi tên thứ hai theo một đường cong bắn đến, trúng vào mũi tên đầu tiên. Sau đó cả hai đều thay đổi quỹ đạo, một lượng ra vai trái của Kim Cang, mũi còn lại thì từ trên rơi xuống. Phốc một tiếng, Quỷ Miêu đau đớn tru tréo lên. Nó bị hai mũi tên ghim thẳng giữa không trung, một mũi đâm thủng trán, mũi còn lại thì xuyên bụng. Dưới uy lực của Tử Minh Hỏa, Lạc Thần Hỏa, Quỷ Miêu ngay lập tức bắt lửa, chuẩn bị bị đốt đến hồn phi phách tán. Kim Cang chậm rãi hạ xuống, Thiên Bạc như quỷ ảnh u linh chớp mắt xuất hiện bên cạnh Minh Thành. Vừa rồi ta đã tạ. Thiên Bạc tung một cú đấm vào giữa mặt Minh Thành. Hắn không hiểu chuyện gì, liền ngã nhào ra đất. Thượng Thiên Kiếm phát ra tiếng ong ong tức giận, tựa hồ như muốn phóng lên chém giết Thiên Bạc thay cho chủ nhân của mình. Ngô Tuấn và Thái Tử đồng thời ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Chính vì sự lơ là của ngươi mới khiến cho hồn phách những người đó tiêu tán không thể siêu sinh. Minh Thành nhìn thân thể Quỷ Miêu đang thiêu đốt trên không trung, hắn hiểu ra rồi. Nếu không phải bởi vì cứu mình, đế thi sẽ không dùng đến Lạc Thần Tử Minh để làm đổi hướng mũi tên. Không có Lạc Thần Tử Minh thiêu đốt thì sau khi bắn giết Quỷ Miêu, hắn vẫn có thể siêu độ cho những vong hồn này. Chỉ vì một phút bất cẩn của Minh Thành mà khiến cho hồn phách những người oan uổng kia bị thiêu đốt cháy rụi, không thể nhập luân hồi. Minh Thành cúi đầu trầm mặc.
mở miệng ra là thương sinh thiên hạ, cứu khổ chúng sanh. Ngươi nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn. Hôm nay vì ngươi mà bao nhiêu vong linh hồn phi phách tán. Ngô Tuấn vỗ vai Minh Thành, thái tử thì cười xòe xòa, làm dịu không khí đi. Thế thì đại nhân đừng chấp nhất với chúng ta. Minh Thành hắn cũng chỉ là muốn tốt cho mọi người thôi mà. Thiên Bạc chậm rãi quay lưng, hướng về nơi sâu nhất của tòa biệt viện này. Đi thì à, ngươi đi đâu vậy? Bọn ta đi theo có được hay không? Thiên Bạc không quay lưng, nhẹ phất tay. Không cần, trở về đi. Sông Lan quân của các ngươi bị mai phục, nếu còn không về sẽ bị đánh cho manh giáp cũng không còn nữa. Ngô Tuấn giật mình, hắn tin Sùng Lan quân của mình tuyệt đối không dễ bị đánh bại. Nhưng nghĩ đến thứ tà thuật của họ Nùng kia thì trong lòng không dám chắc. Đi thôi, mau chóng quay trở về áp trận. Ngô Tuấn dứt khoát, sau đó kéo Minh Thành đang trầm mặt quay lưng đi. Nhưng mà Nùng Phi Trung thì sao? Hắn ta bằng nãy chạy thoát. Thái tử lắc đầu. Phụ hoàng nói tạm thời không cần bắt hắn, chỉ cần đánh tan căn cứ quân sự của hắn là được. Chúng ta vẫn còn cần hắn làm mồi nhử, dẫn dụ các thế lực dòm ngó nước ta. Nhưng mà đế thi kia, hắn ta muốn làm gì? Ngô Tuấn lắc đầu. Chúng ta không cần biết. Hắn đã là cao nhân, sợ rằng đã có thể đuổi sát đạo hạnh của các vị đại sư trong lục tổ pháp tự rồi. Dưới màn đêm tối âm u, bên ngoài thành Lạc Nhai lại có một chiếc xe ngựa đổ lại. Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại tuyệt đối bắt mắt, khiến cho những kẻ có tâm xấu dán chặt mắt không dám lơi lỏng. Bóng lưng Thiên Bạc ngồi trên xe lăn nhàn nhã uống trà, đổi từ chén trà này sang chén trà khác vẫn không có gì khác biệt. Chỉ riêng tiếng hò reo chém giết bên trong thành đã truyền ra thật lớn, lửa đỏ cùng máu tươi phóng lên như muốn chạm trời. Giữa lúc tay Thiên Bạc nâng chén trà rót nhẹ, tiếng tí tách nước vang lên, đồng thời cũng là lúc một bóng đen quỷ mị như u linh tiếp cận hắn. Thiên Bạc vẫn ngồi quay mặt về phía thành Lạc Nhai, tóc dài bay nhẹ nhẹ, dường như hắn không phát hiện ra chút động tĩnh nào. Người đến chính là Dương Chân Nhân. Dương Chân Nhân vô cùng cẩn thận, hắn gọi Trần Bô Song là sư huynh, cũng chính là người có mặt khi quân Nam Hán tàn sát toàn bộ dân thôn Ngu Đẩu năm đó. Tính ra đến nay, lão già này đã sống ngoài trăm năm, trăm tuổi, tu vi vừa đột phá linh sư, dù ở thế lực nào cũng là bậc đại lão. Vậy mà hôm nay Dương Chân Nhân ẩn náu đánh lén một Thiên Bạc tàn phế ngồi xe lăn. Hắn đã quan sát lâu, Chí An Trận Sư đã rời đi, Vũ Tú Ngân cũng rời khỏi, ngay cả cương thi bảo vệ bên cạnh cũng đã được lệnh rời đi rồi. Cánh tay của Dương Chân Nhân đưa lên, một lá phù lục màu bạc lấp lánh xuất hiện, bên trong có chứa 28 tinh tú ngưng tụ. Pháp lực tụ lại cho phép hắn một kích có thể đánh chết bất cứ ma quỷ nào dưới bậc quỷ đế, chứ đừng nói gì đến một gã tàn phế như Thiên Bạc đây. Lá phù xé gió lao đến, muốn cho người trên xe lăn không kịp trở tay. Nhưng mà đúng lúc lá phù chuẩn bị đánh lên cổ của Thiên Bạc thì bỗng nhiên ly trà phóng thẳng lên trời. Sau đó cánh tay Thiên Bạc trên xe lăn bắt ngược về sau, chộp thẳng vào cánh tay cầm phù của Dương Chân Nhân. Gương mặt Thiên Bạc quay lại nhìn lão ta, trên miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Cũng chỉ trong chớp mắt này, gương mặt Thiên Bạc có biến hóa, làn da căng mịn bỗng chốc trở nên nhăn nheo, biến đổi thành một gương mặt khác hoàn toàn. Dương Chân Nhân trung lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn người đang ngồi trên xe lăn trước mặt. Phải, chính là ta. Ly trà trên không trung rơi xuống, nằm vững vàng trong cánh tay còn lại của Lôi Thi. Lại nói lúc này Thiên Bạc đi vào trong con đường hầm ẩn sâu bên trong biệt viện họ Nùng.
cuối con đường hầm có một bức tường trắng vô hình. Ngay cả Nùng Phi Trung cùng Dương Chân Nhân cũng không thể nào xuyên phá được. Vậy mà khi Thiên Bạc xuất hiện thì bức tường bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Cho đến khi Thiên Bạc chạm tay lên đó, bức tường xuất hiện từng đạo vết nứt, rồi trong chớp mắt vỡ tan tành, rơi lả tả xuống mặt đất, hóa thành từng đoàn khí xám rồi tán đi như chưa từng xuất hiện. Ta trở về rồi đây. Tiếng bước chân của hắn vang lên giữa tĩnh lặng. Đi độ chừng nửa khắc thì ở trước mặt loáng thoáng xuất hiện một bóng người, dường như đang cố ý đứng đợi Thiên Bạc. Thiên Bạc nhìn thấy hết mọi thứ vào trong mắt, nhưng lại chậm rãi tiến đến không chút do dự, bởi hắn biết phía trước có thứ vô cùng thân thuộc với mình. Đại nhân là Đế Thi sao? Thiên Bạc đứng đối diện với người này. Hắn ta mặc một bộ đạo bào đơn giản màu vàng nhạt, trên đó có thêu hoa văn của Bát Quái Trận cùng với kim cang phục. Ngươi là người cha đã mất tích của tiểu tử Minh Thành kia sao? Đại nhân mắt sáng như đuốc, Minh Thành là quyền tử của tiểu nhân. Không cần nói mấy lời khách sáo với ta làm gì. Tiểu tử này có tính thương người, ta có chút vừa mắt. Đến đây thôi. Ngươi dùng nhiều năm như vậy chỉ để trấn thủ Tích Sắc Kiếm của ta, cũng vất vả cho ngươi rồi. Thiên Bạc trũ nhẹ cánh tay, tiếng trọng ngâm phát lên. Sau đó từng đạo sát khí lăng lệ ác liệt xuất hiện, quấn quanh người hắn giống như ma thần. Sát khí như vậy phải đồ sát bao nhiêu người chứ? Thiên Bạc chẳng buồn hỏi tên cha của Minh Thành. Tích Sắc Kiếm bắn lên rồi rơi thẳng vào lòng bàn tay của hắn, phát ra tiếng ngâm đầy nhớ nhung. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc nó cũng trở về với chủ nhân của mình. Năm đó người mất tích là bởi vì nhận ra địa thế nơi này bị sát khí kiếm của ta xâm lấn, sợ gây ra đại họa. Điểm này ta có thể hiểu, cũng sẽ bù đắp cho người. Ta được vua ban cho họ Lý, đại nhân cứ gọi Lý Thiên Sư là được. Thiên Bạc cười hờ hững. Ta cũng không cần đại nhân báo đáp. Đây là việc ta nên làm để bảo vệ một phần của non sông. Huống hồ những năm qua ở bên cạnh thanh kiếm này, ta cũng học được trong đó không ít kiến thức, còn tự sáng chế ra cho mình một pháp môn riêng biệt. Lại còn có thể như vậy sao? Đây chỉ là tiểu thuật mà thôi. Đợi khi nào đại thành, nhất định sẽ để đại nhân thấy đầu tiên. Ngươi không định gặp con trai của mình sao? Hiện tại không thể. Đứa bé này cần phải song pha nhiều hơn, mài dũa tính cách, sau này mới có thể đối mặt với việc lớn được. Thiên Bạc nhíu mày. Việc lớn này Lý Tiên Sư đặc biệt nhấn mạnh, làm cho hắn ý thức được dường như ông ta cũng biết được mấy phần quyền bí sắp xảy ra. Đúng lúc này, một đạo thiên lôi nổ to vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Lý Tiên Sư mỉm cười nhẹ nói, xem ra người của đại nhân đã bắt được kẻ đứng sau màn rồi. Thiên Bạc thờ ơ. Hắn nâng niu thanh kiếm của mình vuốt ve từ nãy tới giờ. Đây là điều đương nhiên thôi. Ngay chớp mắt, tiểm điện xuất hiện bên cạnh Thiên Bạc. Một bóng người bao phủ trong lôi đình bước ra. Lôi thi mang theo một người khác nữa, đó là Dương Chân Nhân. Dương Chân Nhân đột phá linh sư, còn chưa bằng Lôi Thi được Thiên Bạc không ngừng rèn giũa. Cộng thêm Lôi Thi có nền móng là trưởng lão của Huyền Thuật Các, tu luyện bí thuật hệ lôi. Tuy rằng Dương Chân Nhân sinh trước mấy chục năm, nhưng so ra không phải đối thủ của Lôi Thi. Công tử à, hắn là Dương Chân Nhân, là phụ tá đắc lực bên cạnh các chủ Huyền Thuật Các Lê Thiên Bình. Thiên Bạc nhíu mày, cố gắng khắc chế cảm xúc đang chập chờn trong lòng. Nhìn kỹ Dương Chân Nhân này một chút. Ngươi làm sao quen biết Thiên Bình?
Dương Chân Nhân bị thương không nhẹ, nhưng ngạo khí vẫn còn, hừ lạnh mà nói: Thiên Bình là đệ tử của ta, các người dám động đến một sợi lông của ta, chính là đối nghịch với quyền thuật các, sớm muộn cũng bị tru diệt, hồn phi phách tán thôi. Tu vi của người không đến đâu, làm sao có thể thu nhận thiên tài như Thiên Bình chứ? Được rồi, chuyện đó để nói sau. Ngươi mang hắn về doanh trại giao cho Chí An, ta sẽ về sau. Lôi Thi lập tức thi hành. Còn ngươi, không có lời gì nhắn nhủ đến con trai của mình sao? Lý Thiên Sư ngẫm một chút rồi lắc đầu. Ta ở lại đây tu luyện, sẽ tranh thủ bài trừ sát khí nơi này, trấn thủ một ít để đám thế lực họ Nùng kia không vùng dậy được nữa. Vẫn mong đấy thì đại nhân giữ bí mật này với con trai của ta, nếu có thể mong người chiếu cố nó một chút. Thiên Bạc gật đầu, quay lưng đi thẳng. Hắn chống kiếm đi ra ngoài, rõ ràng là lưng thẳng tắp, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác già nua vô lực, tự hồ như hắn nên chết cách đây trăm năm mới phải. Đứng ở khoảng sân nơi xảy ra chiến đấu lúc trước, Thiên Bạc thở dài thường thực. Tịch Sắc à, ngươi nhìn xem ta bây giờ như thế nào. Già cả rồi, động một chút liền muốn một kết cục tốt. Già rồi, già rồi. Theo tay của Thiên Bạc bắt thủ ấn, con mắt của hắn bắt đầu chuyển động, sau đó phóng ra một vòng tròn sáu cánh cửa. Thời không trở nên hỗn loạn, ngay cả bóng dáng của Thiên Bạc cũng mờ nhạt đi chút ít. Lục đạo luân hồi, thiên luân địa chuyển, hồn phách sở quy, luân mệnh chuyển thế. Ngay tức thì, nơi quỷ miêu chết ban nãy, có những đoàn ánh sáng như bầy đom đóm tụ lại, rơi vào trong sáu cánh cửa lục đạo, chuyển động không ngừng, cuối cùng ngưng tụ thành hồn phách hoàn chỉnh. Hắn thở dài. Nhìn xem, cái tên Minh Thành báo hại ta như thế nào. Sau đó ngẩng đầu nhìn những vong hồn vô tội này. Đi địa phủ đầu thai đi, kiếp này chết quan, kiếp sau ắt sẽ có hồi báo. Khai mục. Cổng âm mở ra, vô số vong linh hướng về phía Thiên Bạc cúi đầu bái tạ, rồi nhanh chóng đi vào cổng âm, tiến đến địa phủ. Loạn họ Nùng nhanh chóng được dẹp, Nùng Phi Trung trốn thoát, nhưng cũng đồng thời trở thành quân cờ trong mắt của hoàng đế. Dương Chân Nhân giật dây Nùng Phi Trung nổi loạn đã bị bắt, Tích Sát kiếm trở lại trong tay chủ nhân của nó. Nhưng mà sự việc vẫn còn chưa kết thúc ở đây. Lục Tổ Pháp Tự, mái chùa trang nghiêm, hương khối tản ra từng đợt linh khí ngùn ngụt, sen trắng nở trong hồ, tạo cho người ta một loại cảm giác thanh tịnh khó nói thành lời. Lục Tổ Pháp Tự chính là nơi Lý Thái Tổ tu tập trước đây, cho nên được xem như là tổ đình của vương triều họ Lý, bình thường cũng được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng hôm nay không thấy bất cứ binh sĩ triều đình nào, mà ở chung quanh chùa, ở trước đại điện xuất hiện rất nhiều cao tăng khoác cà sa, mắt nhắm nghiền, miệng đọc chú ngữ liên hồi không dứt. Năm hòa thượng các người, tiểu tử này đã đến tận đây chỉ để mượn Phật khí của các người độ hóa cho nàng, vậy mà các ngươi còn vây hãm luôn cả hắn ta sao? Một con chó đen nhảy dựng lên, miệng lầm bầm chửi rủa, hai chân trước không ngừng chỉ về phía những hòa thượng. Mà ở bên cạnh con chó này, bị bao vây bởi các hòa thượng, chính là một hòa thượng trẻ tuổi, gương mặt rạng ngời. Lúc này đây hai mắt nhắm nghiền, tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm đọc Phật chú. Thứ mà tiểu hòa thượng này muốn bảo vệ chính là cổ quan tài đằng sau lưng của hắn ta. Bên trong quan tài có một nữ tử đã chết, linh hồn của nữ tử này hóa thành ngạ quỷ, sát nghiệp nặng nề. A Di Đà Phật, bình bảo tiểu hòa thượng à, buông bỏ hồng trần, quay đầu đi. Thích Vĩnh Bảo là tên của vị hòa thượng bị câm.
Hắn ta lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. Một cánh tay đánh lên trời, chữ vạn phóng lên cao, sau đó hạ xuống, phủ quanh cổ quan tài. Hắn không muốn nữ tử này bị độ hóa. Người không chống đỡ được lâu đâu, hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Đối với lời nói của những cao tăng xung quanh, Thích Vĩnh Bảo làm thinh như không nghe thấy. Có điều mồ hôi trên trán của Vĩnh Bảo đã không ngừng lấm tấm rơi xuống. Nếu cứ tiêu hao như thế này, hắn cũng không chịu được. Bỗng nhiên một lá phù lục từ bên ngoài cổng phóng thẳng vào bên trong sân chùa. Ở trước Phật khí, phù lục nát tan, hóa thành vô số cánh hoa mai rủ xuống, quấn quanh người Vĩnh Bảo cùng cổ quan tài, tạo thành một tấm màn trắng, tranh thủ thời gian cho tiểu hòa thượng thở lấy sức. Thí chủ là người nào? Làm sao lại muốn tham gia vào chuyện Phật gia? Vân Tiêu Nhiên khoác kiếm đi đến, chậm rãi dừng lại ở trước mặt Thích Vĩnh Bảo, che chắn cho hắn. Ta tiện đường qua đây, nhìn thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Con chó bên cạnh vui vẻ nói như hò reo. Hay cho thiếu niên anh tuấn, rất là khí khái. Ngươi là người thứ hai cẩu đại gia ta nể phục đó. Vân Tiêu Nhiên hừ lạnh, quay đầu nhìn con chó. Ai cần con chó người nể chứ, xấu như quỷ. Ngươi! Tiêu Nhiên nhìn Vĩnh Bảo đang bảo vệ cổ quan tài, bất giác nhớ đến người trong lòng mình năm đó. Tiêu Nhiên hiểu tại sao Thiên Bạc lại để cho mình đến đây bảo vệ Vĩnh Bảo, cũng chính là bảo vệ chấp niệm trong lòng mình. Cách Lục Tổ pháp từ thật xa, trong kinh thành Thăng Long, tiếng pháo hoa nổ khắp trời. Cánh cổng phủ sứ thần đại lý treo đầy đèn lồng đỏ cùng với câu đối. Đây là có hỷ sự. Mấy người đi đường nhìn đoàn xe ngựa ngùn ngụt rời khỏi phủ, hạ thấp giọng mà nghị luận. Nghe nói con trai của sứ thần đại lý ưng mắt tiểu thư nhà họ Tô, cho nên đã đến rất dâu rồi. À, nhưng mà chẳng phải Tô tiểu thư có hôn ước với Lý công tử của Lý gia sao? Lẽ nào sứ thần đại lý muốn cướp hôn? Lý gia cái gì chứ? Lý thiền sư mất tích rồi, Lý gia đã xuống dốc không phanh. Cộng thêm Lý công tử khoảng thời gian mấy năm nay đều không có ở trong phủ, ai mà biết được chứ. Nhưng mà chẳng phải Lý gia là khai quốc công thần, từng được tiên đế ban họ vua hay sao? Lẽ nào sứ thần đại lý không nhìn mặt hay là xin phép nước ta chứ? Phải đó, việc này ta không nhịn được, phải đi báo cho phủ Lý gia. Mà ở Tô phủ lúc này, đèn lồng câu đối đỏ cũng được treo lên đầy đủ. Khuê phòng của Tô Hoài Nhi lập lòe ánh nến, nàng phủ một chiếc khăn voan kín mặt. Ai biết được lấp ló dưới lớp khăn đó là hai hàng nước mắt lăn dài. Minh Thành, nếu chàng không về kịp thì ta... Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 18 Loạn Hò Nùng của series Hành Thi Xuất Thế, tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.